Nhật Quỳnh kính chào quý anh chị em đạo hữu vừa vào đạo tràng. Dạ, Nhật Quỳnh kính mời quý vị cùng với Nhật Quỳnh lắng tâm thanh tịnh cung thỉnh pháp sư trước khi chúng ta được ngài Liễu Tông giảng dạy những câu hỏi trong đạo tràng. Và Nhật Quỳnh kính mời quý vị có thể soạn sẵn những câu hỏi, có thể đưa bàn tay hoặc có thể chết chát, và mong quý vị một ngày luôn được an vui, có nhiều câu hỏi để Nhật Quỳnh được học ạ. Nam mô Bích Tha dạ. Nam mô Tham Ma dạ. Nam mô Sang Kha dạ. Nam mô Ta Sa Phagavato Arahato Samma Sambuddhasa. Nam mô Ta Sa Phagavato Arahato Samma Sambuddhasa. Nam mô Ta Sa Phagavato Arahato Samma Sambuddhasa. Ramma-cha-lo-ka-thi-bat-ramma-cha-lo-ka-thi-bat-ti-sa-ham-bat-ti-ka-tam-cha-li-an-thi-va-rang-a-ya-cha-tha Sa-an-ti-tha-sa-tap-ma-ra-chap-kha-cha-ti-ka-de-tu-tham-ma-nga-nu-kam-bi-mang-va-chang Sa-tham-ma-phe-ri-ng-bi-na-yan-cha-ka-yang-su-tan-cha-bang-thang-a-phi-tham-ma-cham-mang A cơ ta dạnh tơ ta tư sát chẳng đặng đăng bập bở thà này dê và đi xa và mắt chê Phạm thiên Phật ngầm ngồi khẩn khoản Phật nhận lời nhưng chẳng dĩ hơi việc lòng mở đạo dạy đời nhắm vương lộc gia ngày dời chân sang thuyết pháp đỡ các hàng đệ tử có năm thầy thinh giữ pháp từ đó là Nhơn Kiều Trần Như được này hương hữu dư niết bàn rồi từ đó mở mang giáo thoát 45 hạ giáp vẹn toàn một lòng chăn thối không mòn những điều lợi ích hằng còn lâu năm cả tam giới thừa ân phổ cập đám mưa lành rưới khắp thế gian bởi nhân cơ tính rõ ràng thỉnh ngài thuyết pháp nói đàn từ bi chúng sanh ngồi khắp chốn đi tới mê cầu được trí trí vẹn toàn. Nam mô Bích Tha giá và đạo tràng chúng con đang trang nghiêm thanh tịnh, con xin thay mặt đạo tràng thành kính đảnh lễ cung thỉnh ngài Liễu Tông từ bi hoan hỷ đăng đàn để thử âm thanh ạ. Con kính dâng bích đến ngài. Nam mô Bích Tha giá. Nam mô Tathāgata Bhagavato Arahato Sammā Sambuddhassa. Nam mô Tathāgata Bhagavato Arahato Sammā Sambuddhassa. Nam mô Tathāgata Bhagavato Arahato Sammā Sambuddhassa. Nam mô Thầy Gia Kinh Bạch Chư Tôn Hiện Giả Kính Thưa Chư Cư Sinh Nam Sinh Nữ Trong Đạo Tràng. Hy vọng quý vị nghe tiếng chúng tôi rõ. Nam mô Thầy Gia. Dạ Nam Mô Bích Tha giá dạ đạo tràng có nghe được âm thanh Dục Quỳnh không? Dạ cảm ơn mọi người, dạ cảm ơn đạo tràng. Dạ không biết máy con tự nhiên nó đứt mất tiêu. Dạ cảm ơn đạo tràng rất là nhiều. Dạ con nghe ngài được đoạn đầu, còn lúc sau con mất mất tín hiệu. Dạ đạo tràng có nghe được âm thanh ngài tốt không quý vị? Quý vị cho Dục Quỳnh xin một tín hiệu đi. Dạ Dục Quỳnh đừng nét Dục Quỳnh bị trục trặc một chút ạ. Dạ cảm ơn Thiện Vũ. Dạ cảm ơn đạo tràng rất là nhiều. Dạ bây giờ có Quỳnh. Dạ cảm ơn Thanh Hoàng. Dạ bây giờ có Quỳnh Giang Nhất Hà ở trước máy nè. Bữa nay
binh đổi tay coi, lên mà làm thị giả cho ngài, với lại đặt câu hỏi đầu tiên đi, mong rằng đạo tràng nóng máy lên để cho nhiều câu hỏi đi binh. Dạ, cho Nhật Quỳnh thấy Nhật Quỳnh mở hàng không ổn rồi. Dạ, Quỳnh Giang Nhất Hà có thể đưa bàn tay mình lên không? Quỳnh Thính Pháp nữa nè. Dạ, quý Quỳnh có thể đưa bàn tay xinh đẹp của mình lên. Quỳnh, bàn tay mạnh mẽ của mình lên. Hoàng Ngọc Hương Đông nữa nè. Dạ, quý vị có thể đưa bàn tay của mình lên. Ồ. Dạ, mến chào Duyên. Dạ, quý vị có thể, vị nào có thể đưa bàn tay xinh đẹp mình lên. Hà ơi, Hà có câu hỏi nào không Hà? Hà mở hàng đi, để Nhật Quỳnh mở hàng, thấy công bộ không không có được đặt rồi, xa thủ mày Hà nha. Dạ, Nam Mô Bụt Thà, dạ Nam Mô Thầm Mà, dạ Nam Mô Sang Khà, dạ, dạ con kính đệ Chư Tôn Đức Tăng Ni, con kính ảnh lễ Ngài Liễu Tông, con kính chào đạo tràng. Dạ, thưa Ngài, con cũng mới vô room ạ, dạ, dạ, nhưng mà mấy tuần trước á, thưa Ngài, Ngài có giảng cho con về cái sự cái người nữ đó, thưa Ngài, có nhiều cái phiền não, nhưng mà con lại quên không có hỏi là người nữ là cái phiền não gì mà người nữ có mà người nam không có hoặc là ít có. Dạ, xin Ngài giảng dạy cho con để cho con hiểu rõ hơn ạ. Dạ, con kính tri ân Ngài. Nam mô Bụt Thầy, dạ kính bạch Chư Tôn Hoàng, dạ kính thưa chư quý vị. Cô về là cái quyển kho tàng pháp bảo của tỳ kheo giác giới, là trong đó nó có nhiều chuyện để nói lắm, chương bốn pháp hoặc năm pháp nhiều lắm. Hỏi Phật tử chúng tôi không có nhớ đâu, lý do là đụng tới mấy bà là không có dám nói chuyện, không dám đề cập mấy cái đó. Tại hồi xưa giờ chúng tôi ở từ bên Thái, từ bên Điện biết mà, hãy mỗi lần đó mấy chuyện đó là đi cho mình không có ăn ra. Thôi về tự tìm hiểu đi, chứ còn bây giờ hỏi sẽ nói mai mốt rồi vô rung mà bị đá ra luôn á. Nam mô Bụt Thầy, giá dạ Nam mô Bụt Thầy, dạ dạ thưa Ngài, dạ thôi, dạ con hiểu, dạ thôi để con tự động con mở kinh ra con coi. Dạ vậy thì con có thêm cái câu hỏi nữa thưa Ngài. Con đọc trong kinh đó thì nói cái thời mạn pháp đó thưa Ngài, thì tất cả các xá lợi của Đức Phật Thích Ca sẽ tu huynh tụ về và thành một cái bức tượng để thuyết pháp, thì những người mà hữu duyên thì nghe pháp được Ngài có thể chứng đắc đạo quả. Nhưng mà con đang thắc mắc là không hiểu, nếu như mà cái thời mạt pháp đó, thưa Ngài, thì ai là có thể, người có thể mà nghe được cái giáo pháp đó, mà biết được cái đó, mà để có thể nghe những cái lời dạy cuối cùng, rồi sau đó thì cái tượng Phật đó nó lại tan rã. Thành ra con đọc cái phần này con hơi thắc mắc đó. Dạ, kính xin Ngài giảng dạy cho con thêm rõ ạ. Nam mô Bụt Thầy, dạ kính bạch Chư Tôn, dạ kính thưa chư quý vị. Theo chú giải thì khoảng Phật lịch 5.000 năm, 5.000 năm tức là ngày đó, thì tất cả xá lợi của Đức Bổn Sư ở trong tam giới này sẽ quy tụ thành hình tướng của một vị Phật tại Bồ Đề Đạo Tràng á. Nhưng mà trong chú giải thì không có nói là thuyết pháp, nhưng mà chúng tôi không biết có một số gì nói thuyết pháp họ lấy từ đâu ra. Nhưng chỗ chú giải chúng tôi đọc được thì khi mà xá lợi quân tụ về đó đó, biểu diễn song thông, thì cái hình thức biểu diễn song thông cũng giống như hình thức thuyết pháp. Người nào thấy song thông có thể phát sanh đức tin, nhưng mà điều những người đó phải cái ba la mi nó, ba la mật nó đã chín mùi rồi. Thành ra khi mà biểu diễn song thông mới nghĩ tới những cái pháp mà mình đã học được thì mới có thể chứng đắc thôi. Mà dầu Ngài có làm đi nữa thì cũng làm với cái dạng ngôn ngữ Bali, chứ Ngài đâu có nói đâu mà mình bây giờ Bali mình tiếng được tiếng mất, nói không được thì đừng có hy vọng. Dầu đứng đó mà thấy Ngài biểu diễn song thông cũng biết dám bỏ chạy lắm, mà sợ ma đó chứ không đắc đâu. Mà người đắc là không có đắc, là mọi người đắc là cái người đó là phải có thứ nhất là cái tiền kiếp nào đó là phải nguyện,
Ví dụ như mình ghép nghe nói là Đức Phật đó là này vậy, Đức Phật cái gì là trước khi chết làm gì vậy đó, mình nguyện là mình được thấy cái đó đó thì mai ra. Chứ còn mình không có nguyện bây giờ mới biết kiếp này thì ngài đã đi mất rồi, nó trễ rồi, nhưng mà cũng hy vọng là ngày đó để mình chứng kiến một cái hình ảnh rất là, nghĩa là tốt lành cho cái thiện pháp của mình về sau, để từ đó mình có thể mình tiếp tục không có xa rời giáo pháp, dầu rằng ở cái cõi nào ha. Chứ còn bây giờ thì mình thì không có hy vọng, là tiếng Bali mình dỗn quá, ngài có biểu diễn xong thật cũng biết ngài làm gì. Thôi còn phần nào từ đây tới còn 2 ngày nữa ráng học đi, học quên ha. Nếu mà hên mà ở định ngay cái chỗ Bồ Đề Đạo Tràng đó, ngài có biểu diễn được gì đó thì mình cứ nhân cơ hội đó để mà thu thập thôi, chứ chơi chắc chắn là ngài không có nói pháp đâu nè. Nam mô Bích Thà giá. Dạ, Nam mô Bụt Thầy giá. Dạ thưa ngài, con kính tri ân ngài. Như vậy thì cái cơ hội hữu hiệu này chắc nó ít lắm. Vậy thì con nghĩ chắc có thể là chư thiên có thể có cái cơ hội này nhiều hơn phải không thưa ngài? Dạ, con có thắc mắc vậy thôi, con kính xin ngài giải thích thêm mà. Nam mô Bụt Thầy giá, kính bạch chư tôn này, dạ kính thưa chư vị, chư thiên hai người đều có thể có đó, nhưng mà cái mức độ thu thập cái chuyện mà ngài xuất hiện ngài biểu diễn thông thông như vậy đó, thì cái lợi ích phát sinh tới cái vị đó, thì cái vị đó tức là phải là, nghĩa là thứ thiện mới được, chứ còn thứ dỏm không có đâu. Ví dụ như cái ngày cuối cùng này trước khi Đức Phật Niết Bàn thì cũng có một cái vị mà nghe hành pháp rồi đắc thành từ cái vị mà đệ tử cuối cùng đó, trong đời Đức Phật đó, phải không? Thì mình cũng chỉ hy vọng vậy thôi, chứ còn nói không phải nói nha, mình cũng chẳng biết làm đó là làm cái gì, song thông là như thế nào, biểu diễn cái gì thì mình trong kinh điển không có nói nhiều. Thì nói lúc đó là ngài xuất hiện đó, tất cả các xá lợi rồi tam giới này tụ tập về đó mà thôi, thì cái đó mình chỉ biết vậy thôi, chứ còn cái chi tiết nữa thì không, chúng tôi cũng không rõ, tại vì không có cơ hội đi đọc được mấy cái chi tiết đó. Bây giờ có đọc cũng biết, bây giờ đa số những cái chi tiết đó giàu có trong sớ giải chú giải bằng tiếng Bali không à, ít có khi nào mà mấy cái đó họ dịch ra. Nam mô Bụt Thầy giá. Sa thú chúng con thành kính đảnh lễ tri ân ngài. Xích Hà đã tri ân ngài rồi. Dạ. Mong rằng Xích Hà mở hàng đắt một chút. Dạ, cảm ơn Thiền Vũ, cảm ơn Nguyên Trang cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Dạ, một lần nữa Nhật Quỳnh kính chào quý anh chị em đạo hữu người vào đạo tràng. Mến chào Nguyên Trang. Nguyên Trang có câu hỏi không? Có thể làm thị giả cho ngài không? Hôm nay có làm thị giả cho ngài được không Nguyên Trang? À, cái đường nét của bên Nhật Quỳnh không bảo đảm Nguyên Trang ơi, trời đang dông mưa quá chừng, nãy giờ cũng té lên đất xuống vài lần rồi đó Nguyên Trang, nên nếu mà được thì Nguyên Trang làm thị giả cho ngài nha, để Nhật Quỳnh mà có rớt nét thì còn có Nguyên Trang nha, để chống chống đỡ giùm. Dạ. Nam mô, chưa có câu hỏi rồi. Dạ, nào Nhật Quỳnh kính mời quý anh chị em đạo hữu hãy hoan hỷ đưa bàn tay của mình lên, cũng như có những câu chích chát thì có câu chích chát thì có Nguyên Trang đọc coi nè. Dạ, xà thú và có bàn tay của Quỳnh Chánh Tâm, cảm ơn Quỳnh Chánh Tâm. Dạ, con xin kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, con xin kính đảnh lễ sư Chi Đức và con xin kính đảnh lễ ngài Liễu Tông và con xin kính chào đạo tràng. Thưa ngài, con có cái câu hỏi về lộ trình ngũ môn và kháng ý môn ngài. Theo con biết thì cái ngũ song thức thì nó chỉ làm một cái việc như máy móc thôi, và khi đến cái tâm mà
tâm xác định hay là tâm đoán định, đó là cái căn ý môn nó quyết định cái mình xử lý như thế nào của đó, là mình tạo những cái nhân, những cái tạo nhân đó là cho những cái quả xấu về sau á. Thì con muốn hỏi ngài ấy, khi khi cái tâm đoán định của mình nó quyết định đó, cảnh xấu hay cảnh tốt, cái bất thiện, nhưng mà con nghĩ nếu mà đa số là mình xử lý toàn là những cái bất thiện không, thì nếu mà khi làm sao mình có thể tu tập được cái tâm đó thành tâm thiện, vì khi một sát na lên đó, nó 1.000.000 lần nó sanh diệt, thì cái tâm mà đoán định của mình đó, khi mình đoán định dễ tỷ nó sai, làm sao mình có thể sửa từ bất thiện sang thiện được ngài, vì nó rất là xảy ra rất là nhanh. Vậy mình tu tập như thế nào khi cái đoán định tâm đó xảy đến với mình muốn từ bất thiện hay để thiện, và nó như cách nào để mình có thể tu tập tốt, xin ngài cho con biết. Con xin cảm ơn, con xin xuống biết ạ. Nam mô Phật Thầy gia kinh bạch chư tôn dạ kính thưa chư quý vị, tu tập là tu tập trong cái lậu ý, cho cái lậu ngủ nó không có làm được gì hết á, nó nhớ chuyện đó, bởi vì lậu nó chỉ phát sanh một lậu rồi nó xuống tới lậu ý liền nha. Mà sở dĩ mình thấy rõ ràng những cái hình thức như vậy đó là tại vì trong một cái búng tay tâm sanh diệt 1.000 tỷ lần, tức là phải là khoảng 50.000 tỷ cái lậu định tâm mà nó liên tục, nó diệt rồi nó sanh lại, nó diệt nó sanh lại, chứ nó không có giống như lậu ý. Khi mình xuống được lậu ý rồi nó mới liên tục hết lậu này tới lậu khác được. Thành ra khi mà nó làm như vậy thì trong cái lậu ngủ không có cơ hội nào để tu tập được cả đó. Khi nào mình tập cho nó mạnh, cái niệm mình nó mạnh rồi đó, thì mới trong một dòng cái lậu ngủ nó tạo một cái hình dạng gì đó, rồi mình mới tới cái lậu ý, thì mình mới có khả năng những cái tâm ở trên cái lậu ý đó có khả năng để mình có thể mình biết hay là mình xử lý cái đối tượng nó như thế nào để thiện pháp phát sanh đó. Mà người thường thường làm liên tục thì nghĩa là hành liên tục thì mới có khả năng cái đó mà thôi, chứ còn nếu không thường thường là nó đi theo cái cá tánh của mình cá tánh tham, thì thường thường nó cái tâm tham xử lý trước cái đó, thành ra muốn gì là phải hành cho tới khi nào lậu ý nó thần tốc kìa, lậu ngủ không thể làm được gì cả, thì nên nhớ chuyện đó. Mà khi lậu ý nó thần tốc là cái niệm mình nó phải mạnh mạnh để làm gì, nó để giảm bớt cái hữu phần, cái phá quần khá đó, bởi giữa hai lậu trình tâm cái hữu phần của bậc phàm nhân như mình đó, nó phát sinh hàng ngàn ngàn tỷ sát na như vậy, trên không ít đó. Thành ra nếu mà mình vẫn cứ tệ một cái lỗ rồi nó xuống có ngàn ngàn tỷ sát na cái gì vậy, thì cái lỗ nó đâu làm gì có năng lực đâu mà để mình quán xét với cái gì đó. Thành ra phải nghĩa là mình phải tập theo những cái điều kiện được dạy trong những cái bài kinh mà để làm cho cái niệm nó mạnh đó. Thí dụ như kinh bài kinh tứ niệm xứ hay kinh nhập tức sức niệm, như tức là kinh dạy thở này kia đó, cho tới khi nào nó thường thục, tức là mình làm giảm cái phá quan khá, rồi lúc đó mình mới tính cái chuyện khác được. Chứ còn chưa, thì mình đã chưa tới đó thì đừng có bao giờ mình suy nghĩ tới là phải làm sao đó, không có khả năng. Nam mô Bổn Thầy giá. Thưa ngài, cho con thí dụ một cái như vậy. Con xin thí dụ như là vậy, thì như con thấy nhìn một cái người người đẹp đi, con nhìn thấy một cái người đẹp thì cái tâm con cảm thấy tham, con thích, con muốn thấy vậy, nhưng mà con biết như vậy là bất thiện, thì làm sao khi mà con đã nghĩ cái tham nó đã khởi lên là con biết bất thiện rồi, con biết bất thiện, nhưng mà khi con đã nghĩ lên là biết bất thiện thì nó đã tạo cái nhân mới cho con là cái có quả rồi, thì sao con có thể sửa thì nó quá nhanh, khi con thấy nó đã bất thiện thì con có thể chỉnh từ bất thiện trở thành thiện được không? Nếu mà xin ngài có thể, lúc đó là con đã tạo một cái khi thấy tham là con đã khởi lên rồi, nhưng mà con nói ồ vậy không được, mình phải thu thúc cái lục căn của mình, thì như thế đó có thể từ bất thiện con chuyển qua thành thiện được không ngài? Xin ngài giải thích vấn đề đó cho con. Con cảm ơn ạ.
Nam mô Bổn Thầy, kính bạch chư tôn hiền giả, kính thưa chư vị. Bởi vì mình phải học cho đàng hoàng là mình tu tập để từ từ mình mới điều chỉnh được nó. Chứ còn không còn mình nhìn là không bao giờ mình thấy đàn bà đàn ông gì liên tục được đó, nên nhớ chuyện đó. Những cái lộ đầu tiên là bao giờ cũng thấy thực tính pháp đó. Một cái thí dụ dễ hiểu, ví dụ như mình nói lộ ngũ nó phát sanh hay lộ nhãn nó phát sanh, nó thấy một chấm thôi chứ nó không có thấy cái lá cây hay màu cây gì đó. Nó thấy một chấm rồi nó xuống một cái lộ ý. Cái lộ ý nó gọi là ti tặc kha ná quý thỉ, tức là ghi nhận cái điểm hồi nãy đó, ghi nhận cái niệm mà rồi ấy đó. Rồi nó trở lại cái lộ ngũ lần nữa, tức là lộ nhãn đó. Rồi lộ nhãn thấy một điểm thôi, thấy một điểm rồi cái nó xuống là thành cái lộ ý liền, nó gọi là ti tặc kha ná, tức là thấy điểm thứ hai. Rồi khi mà cái nó trở lại lộ ngũ, tức là lộ nhãn thức, thấy một điểm rồi cái mới xuống cái lộ cái kia, nó ghi nhận điểm thứ ba. Là cái lộ thứ tư vẫn là lộ ý, tức là nó gọi là sở mưu hoặc khả ná quy thủy đó, tức là nó nhớ ba cái điểm đó, nó góp lần 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 cho tới khi nào thành cái hình dạng gì đó thì một trong hai cái lộ phát sanh. Nếu mình biết tên gọi là na mắt khả ná quy thủy, lúc đó nó xuống hàng ngàn tỷ cái lộ tiền tâm rồi. Còn nếu mà mình không biết được cái tên mình thì thấy hình dạng này, nó gọi là thật khả ná quy thủy, thì sao là thật khả ná quy thủy mới đi xuống một loạt cái lộ ý, thì mình bắt đầu từ một loạt cái lộ ý sau hàng ngàn tỷ cái lộ ngũ như vậy thì mình mới đổi được. Chứ còn bây giờ mình không có hiểu được cái quy trình của ta lộ trình tâm thì làm sao mình biết được đồng đổi, phải không? Đó. Mà trước khi mình đổi được mình phải nhận là cái mấy cái lộ trước là cái động tác của nó toàn là những cái tào lao không, làm sao mình còn không biết được đó. Đa số là nó đi theo cái lộ ngũ là nó automatic, nó đi theo cái sự ghi nhận của cái cá tính của người đó đó, chứ đâu phải dễ đâu, nó phải tập học cho đàng hoàng, học những chi pháp như thế nào đó, trong cái lộ đó nó là cái gì rồi mình mới bắt đầu mình tập từ cái để cho mình quen cái nhận dạng đó đó, rồi mình xử lý được cái đó là cái để cho nó thành thì quá, mình nhìn cái đó mình xử lý cái đối tượng mà nó bắt đầu thành cái hình thể rồi đó, thì mình mới bắt đầu mình có thể mình tạo một cái nhân duyên để thiện pháp nó phát sanh, đi vô nó nhìn cái đó. Ví dụ vô thường thường đó, nếu mình vẫn nhìn người đó là người nữ thì chắc chắn là phiền não nó phát sanh, thì làm sao giờ mình không nhìn người nữ mà mình nhìn trở thành một cái dạng của cái hình ảnh mà không phải là nữ cũng không phải là người nam, chỉ là hình ảnh con người thôi, để cho cái động tác nó xử lý là theo cái điều kiện của thiện pháp hay là những cái điều kiện khác. Thế còn bây giờ chưa, mình chưa hiểu những cái cách mà nó hay là những cái quy trình của tông pháp như vậy đó, thì mình không thể nào mà thấy được đó, thế nào mà hành cái gì được hết, nên nhớ chuyện đó. Nam mô Bổn Thầy. Dạ, con kính tri ân ngài. Dạ, con xin xuống mít. Nam mô Bổn Thầy. Dạ, con Nguyên Trang. Dạ, trước hết con kính đảnh lễ ân đức Phật, ân đức Pháp, ân đức Tăng. Kính đảnh lễ ngài Liễu Tông, con kính đảnh lễ ngài Trí Đức, kính đảnh lễ chư tôn đức Tăng Ni. Dạ, kính con kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ, sa thú huynh chánh tâm đã đặt câu hỏi ạ. Dạ, sau đây con kính mời đạo tràng cùng tham gia đặt câu hỏi ạ. Quý cô chú có thể chat trên màn hình hay là có thể giơ tay hỏi trực tiếp với ngài. Và dạ, con kính mời, tại vì một tuần mình chỉ có một giờ của ngài thôi ạ. Nên con kính mời đạo tràng. Những thắc mắc gì trong tuần qua mình có thể hỏi ạ. Dạ, cũng như bây giờ không có ai giơ tay hết. Dạ, con xin hỏi cũng như cái câu hỏi của huynh Chánh Tâm á ngài. Câu hỏi này, dạ thưa ngài, cũng như là khi mà nói lộ trình tâm thì nó thôi con nói ngắn gọn nha ngài. Con cũng như khi mà ví dụ cái tâm mình nó suy nghĩ một cái việc bất thiện đi, thì mình tại vì con nghe nói khi mà cũng như mình khi mình có suy nghĩ là đó là cái bất thiện rồi, nhưng mà mình chụp lại nó, mình đừng có để cho nó làm việc xấu hay là nói xấu hay là
bất cứ một cái, như mình thấy nó khởi lên rồi mình chụp lại nó, mình ngưng nó ở đó. Như vậy thì cái đó thì quá xa, nhưng mà ít nhất là mình cũng thấy được nó và mình chụp nó, mà mình không có cho nó tạo tác như vậy, có được không ngài? Tại vì thấy nếu mà mình bắt như hồi nãy ngài giải thích đó, con nghĩ là mình bắt từ cái mà nó khởi lên rồi từ cái, con nghĩ chắc con chưa có khả năng bắt được như vậy ngài. Và con kính dâng bích cho ngài để ngài có thể chỉ dạy dạy rõ cho tụi con, để tụi con có thể bớt làm những cái suy nghĩ những việc ác và làm những việc ác. Và con kính dâng bích lại cho ngài ạ. Nam mô Bụt Thầy, dạ kính bạch Chư Tôn, dạ kính thưa chư quý vị. Quý vị vô đọc cái quyển Đoạn Trừ Lậu Hoặc đó, của ngài gì ngài dịch đó, Sao Phá Hoa Quá gì đó, cái bài cái trong trường bộ kinh quý vị sẽ thấy nó không phải giống như mình nghĩ ở ngoài đời, không? Mà bây giờ muốn hiểu được những cái quy trình như vậy đó, chúng tôi chỉ cho quý vị cách quý vị nhìn để quý vị biết à. Một cái ông mà ông lên chùa Tứ Long học bao nhiêu năm thì không biết, nhưng mà tới ngày đó ông thầy ông nói ông có khả năng là ông hạ sang tức là xuống núi đó, thì ông phải làm gì? Ông đi phải đi qua chỗ cái 18 cái tượng của vị A La Hán, còn 18 ở đó là thuộc loại là vừa đánh võ tự tự động á, mình đi ngang ông đó ông có thể ông quánh trên đầu đi cái ông khác, ông thứ hai ông thứ ba 18 ông vậy đó. Nếu mình không có học tập đàng hoàng thì mình có né được không? Thì học Phật pháp cũng vậy, phải tập từ từ dựa vào một số cái bài học căn bản để mình coi cái đó như thế nào là mình học, mình tập mình học vậy đó, cho tới khi nào cái loại những cái sự suy nghĩ trong cái tâm mình nó đủ nhanh đủ mạnh, cái niệm cái định và cái tuệ nó có năng lực, thì lúc đó mình mới có thể mình điều khiển cái sự suy nghĩ của mình thay đổi cái sự suy nghĩ của mình theo cái chiều hướng là thiện pháp được. Còn bây giờ mình làm gì hết đó, mình làm tới giờ cái mình đi xuống núi là đi đại à, phải không? Đâu có được, mình nói chuyện giỡn chơi chứ nói vậy đâu được. Bởi vì nếu mà mình không tập dựa vào một số cái điều kiện mà được Đức Phật dạy trong những cái bài kinh mà căn bản đưa tới pháp hành được á, quý vị mà không có làm cho nó đầy đủ những cái đó, không bao giờ gì làm được cái gì đó. Bất cứ cái gì cũng vậy, ngay cái đỡ đợi vậy, từ một anh mà sinh viên sĩ quan rồi cái vô sinh viên trường đại học rồi bị động viên vô trường quân sự học cũng phải vậy, phải học gần bá thở rồi mới đi ra, mà đi ra rồi đó là còn nạp tiền còn bị bắn gãy giò gãy cẳng người còn bị lụi ra ở đó, bây giờ mình không làm hết sao được, thấy không? Mình đừng có nghĩ ra mình lật ra cái quyển kinh cái mình đọc mình thấy thuộc thấy dễ cái là mình có thể mình hạ đủ công phu để hành được, cái chuyện đó đừng bao giờ nghĩ tới, không thể được đó. Thành ra có nhiều vị đó học rồi làm bao nhiêu chuyện nhưng mà tới thiền gặp Đức Phật ngài chỉ cho một chỗ thôi, người đó có thể đi xa hàng dặm được, thế còn nếu không vẫn đi lạc tới lạc lui như thường đó, chứ không phải dễ đâu. Thì mình cũng nên hiểu cái đó, bởi vì trong cái suy nghĩ của mình đó, nó có những cái nó rất là kỳ quặc. 1.000 năm mà kêu bằng mình sanh già đau chết lại sanh già đau chết, nó vẫn lặp lại cái chuyện của đời thôi, thành ra không bao giờ mình có thể mình đi ra khỏi cái con lộ đó được một cách dễ dàng cả. Đó là lý do tại sao mình phải vô mình học theo Phật để em đi ngược chiều lại cái đó, em đi ngược lại cái những cái đó. Đó thành ra mà đi ngược lại cái đó là có bảy cách đó, nghĩa là tránh xa đây đoạn trừ quán xét đoạn trừ gì đó, có bảy cách tất cả trong bài kinh Đoạn Trừ Lậu Hoặc đó. Thì quý vị học trong đó sẽ thấy cái khả năng quý vị có đủ hay không, quý vị biết liền chứ nó không có phải là dễ đâu nam đó. Mà cái lộ trình tâm nó phát sanh nhanh dữ lắm mà mình không học đầy đủ những cái chi tiết của nó đó rồi thực tập để cho thấy những cái điều đó nó phải thể ra như vậy đó, thì làm sao mình có thể mình tiêu diệt phiền não được đó. Phiền não nó phát sanh trong trong cái đầu của mình đó, bao nhiêu tăng kỳ rồi chứ đâu phải mới đầy đủ, biết rồi mình thấy nó quen rồi, giống như bạn của mình vậy đó, mình thấy nó mình còn thích nữa làm sao mình chịu được nó, thấy không? Là nó bây giờ bắt đầu phải đi lại từ đầu bằng cách dựa vào những cái điều mà Đức Phật dạy, phải đi lại từ đầu hết đó, chứ không nói hồi xưa giờ tôi nói mấy này tôi biết dễ, nếu mà dễ thì vô rừng tìm chỗ nào ngồi để mà tới đâu, nó không phải dễ.
nó phải học mới được, chứ còn quý vị không học không có làm được gì đó, mà phải học cho đúng cách kìa. Đúng. Mà thường thường đó mình người đời đó học là thích học để làm gì, để hơi nhiều hơn trong khoa học để hành đó. Vô rồi mà thấy có ông giảng sư nào khá khá xin học Duyên Hệ, ông dạy vài bữa nữa ông thôi quý vị học nổi thôi chọn cái khác đi, rồi xuống thì thập nhị nhân duyên rồi vài bữa thôi không được đâu ông xuống chọn khác đi, rồi thanh tịnh học rồi tùm lum ra học rốt cuộc tới đầu bạc rồi vô nghĩa địa nằm cũng chưa tới đâu. Mình phải đi căn bản cho nó là dựa vào một số cái điều kiện của mình có thể mình làm được thì mình nên làm, đừng bao giờ mình đi theo cái đám đông trước sau thì mình cũng tiêu. Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Nam mô Bích Tha Giá, dạ con kính đảnh lễ quý sư, kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ thú sa thú con kính tri ân ngài rất là nhiều ạ. Dạ con đã bấm thấy cái đoạn đoạn trừ lậu hoặc của ngài Hậu Tông đúng không ngài? Dạ con có thấy trong đây. Dạ sau đây con kính mời đạo tràng cùng tiếp tục tham gia đặt câu hỏi ạ. Tại vì những câu hỏi của quý đạo hữu sẽ là bài học chung cho đạo tràng ạ. Quý cô chú có thể giơ tay lên hay là có thể chat trên màn hình. Đừng có ngại là cái câu hỏi của mình tầm thường hay gì hết dạ. Tại vì những câu hỏi đó sẽ làm có nhiều khi con cũng không biết nữa. Dạ con kính mời. Dạ con thấy bàn tay của cô Meta. Dạ sa thú cô, con kính gửi mic lại cho cô ạ. Dạ Nam mô Thầy giá, Nam mô Tham Ma giá, Nam mô Sằng Kha giá. Dạ cảm ơn thiện vũ cho biết đã nghe được âm thanh rõ. Dạ trước hết con kính đảnh lễ ngài Liễu Tông, dạ kính đảnh lễ ngài Trí Đức cùng chư tôn đức tăng trong đạo tràng, dạ con kính đảnh lễ quý bà quý cô tu nữ, dạ con kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ con có một cái chút thắc mắc nhỏ thôi. Dạ hôm nay thì cũng còn trong cái mùa lễ dân y tắm mưa, mà con có một cái thắc mắc là con không hiểu rõ là lễ dân y tắm mưa thì bất cứ một cái chùa nào, thí dụ như có bao nhiêu vị an cư kiết hạ ở chùa đó thì thí chủ phải dâng đủ bao nhiêu cái bộ y tắm mưa, hay là chỉ dâng một cái thôi, cũng như là lễ dân y Kathina, và cái y tắm mưa này với cái y Kathina nó khác nhau như thế nào? Xin ngài giảng rõ cho con hiểu ạ. Con chưa có hiểu được cái điểm này ạ. Dạ con kính dâng mic cho ngài. Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Kính bạch chư tôn hiền giả, dạ, kính thưa chư quý vị, dân y tắm mưa đâu phải giống y chơi giống dân y cà tí ná. Mình có một miếng là tới tìm vị sư nào chưa có một dân gì đó thôi. À. Thường thường dân cái ngày mà lễ ngày tắm mưa là cái ngày nhập hạ là tốt nhất. Hoặc là sau đó từ ngày đó tới tới khoảng tuần thôi, chứ sau đó thì thường người ta có đủ hết rồi mà dân cả đống mà ông sư đâu để đó chứ không làm gì vậy. Bởi dân y tắm mưa cái y đó chỉ xài được trong mùa mưa mà thôi. Thành ra không có ông nào mà thiếu hết đó. Mình nhớ đó. Nếu mình có một miếng mình đem vô, miếng vô hỏi cái gì nào có y đó chưa, hoặc là không có hoặc rách rồi sự ấy thì tới dân gì đó thôi, chứ không phải tổ chức giống như kia. Không phải mua cái chùa 30 người mua 30 bộ xuống thì dân không phải. Chứ một cái thôi, tại vì nghĩa là một mưa khi bắt nhập hạ là mưa đó tùm lum rồi chờ tuần hai tuần mình mới dân thôi như không đó, dân làm cho người ta có cho công sư không có cái đó. Bây giờ y tắm mưa nó giống như cái y nộp đi đó, nhưng mà nó không có cắt điều, nghĩa là cái y thường là có năm điều đó, mình không có cắt điều vậy đó. Một nguyên mới giải rồi mình mai xung quanh cái rìa để cho nó đừng rách đừng tưa thôi, rồi đem tới dân trong sư thôi. Bởi vì ông sư cũng chỉ xài được trong vòng 3 tháng thôi, tới cái ngày mà ra hạ là ông phải xả đem cất, nếu mà chưa có rách xả đem cất, chứ cất về năm tới không ai dân thì lấy ra xài lại, chứ không có phải giống như dân y Cathiná gì hết đó.
cái này nó riêng biệt, nó không có giống như lễ dân y khác. Bà chỉ nhớ bao nhiêu rồi là gọi là dân y tắm mưa là đủ rồi. Nam mô Bụt Thầy giá. Nam mô Bụt Thầy giá. Dạ con kính đảnh lễ quý sư. Dạ con kính chào đạo tràng. Dạ con thả thấy cô Mata. Dạ kính tri ân ngài. Dạ sau đây con kính mời đạo tràng ạ. Dạ con kính mời đạo tràng cùng tham gia đặt câu hỏi ạ. Con thấy trong room rất là đông. Dạ những câu hỏi xa thú huynh giang. Rồi Nguyên Trang kính mời ạ. Dạ con xin xuống mic ạ. Dạ Nam mô Bụt Thầy giá, Nam mô Tham Ma giá, Nam mô Sang Kha giá. Dạ con xin đảnh lễ sư Trí Đức, sư Liễu Tông, quý tăng, quý cô tu nữ cùng toàn thể đạo tràng. Dạ thưa sư, con có câu hỏi xin sư giảng dùm con cái pháp đối trị cái sự hoài nghi đó sư. Vậy thì như nhiều khi như tụi con nếu mà tu học mà tìm hiểu kinh điển rồi thì có nhiều khi những cái mà để cho đối trị thì mình phải thông hiểu kinh và luật. Mà nhiều khi như tụi con trong cái lúc mà tu học thì đâu có mà chưa có thấu hiểu kinh luật nhiều đó, thì làm sao để mình biết là có những cái trí tư của mình nó mình có cái suy nghĩ về những cái điều đó hoặc là những cái sự kiện đó để nó khỏi không có bị vướng vô cái sự hoài nghi. Dạ xin sư có thể giảng rộng hơn để con hiểu cái điểm này à. Dạ con xin cảm ơn sư. Nam mô Bụt Thầy gia kinh bạch chư tôn và dạ, kinh thưa chư quý vị. Thật sự ra hoài nghi mình phải biết nó hoài nghi như thế nào rồi mình mới tìm cách mình đối trị được chứ. Chứ còn nếu mà mình không biết nó làm sao ấy được. Hoài nghi mà nó có nhiều chuyện để nói lắm. Hoài nghi theo theo tạng di diệu pháp nó khác, hoài nghi theo tạng luật nó khác. Tạng kinh đó chứ nó không phải là giống như mình nghĩ là hoài nghi là nó chỉ có một chuyện đâu. Thành ra mình coi những cái hoài nghi đó thì cái hoài nghi mình nó nằm ở đâu thì mai ra mình còn dựa vào một số cái điều kiện khác để mình tìm hiểu về kiến thức của các gì đó cái đó thì mình sẽ đối trị được nó, chứ còn nếu mình không hiểu thì làm sao đối trị được. Trong về theo theo di diệu pháp á, thì hoài nghi nó có 8 chuyện. Thứ nhất là bút thê sẵn khả tỷ, tức là hoài nghi về Đức Phật. Thì hoài nghi về Đức Phật là hoài nghi là gì? Là hoài nghi về chính cái ân đức của ngài á, nghĩa là cái a la hán là gì, sống ma bố rồi gì đó, thì mình tìm hiểu mình học hỏi cái đó để mình khi nào mà động chuyện đó mình cứ đem mấy cái đó ra để thì mình làm những cái hoài nghi nó cháy ăn nhiều khi mình quên rồi này kia mình sùng đó. Hoài nghi về pháp thâm mê sa căn kha tiết đó, đó là sáu căn đức của pháp. Hoài nghi về tăng thì hoài nghi về tám căn đức của tăng. Nó không phải là nó cái pháp đó nó đúng cái ông sư đó nó phải có cái đó không không gì ông sùng đó. Rồi cái nữa là xích khả, tức là hoài nghi về pháp học. Pháp học ở đây chỉ cho giới định tại đó, nghĩa là xỉn sa ma thí bành nha đó, thì những cái khó vậy đó mình hoài nghi chỗ nào đó. Rồi cái về bộc hành tê căn khả tí, tức là hoài nghi về cảnh há ngũ quẩn thuộc về quá khứ. Rồi Abarante và nghi về ngũ quẩn trong tương lai. Rồi và nghi về cả xưa và nay, ngũ quẩn đã qua và sẽ tới. Rồi cái thứ cần là hoài nghi về và tất cả sẽ một mạch, tức là hoài nghi về duyên hệ. Thì những cái này là mình phải học qua đây không mình mới để mình đối trị được. Còn cái nữa đó là hoài nghi về tạng kinh thì có 16 chuyện, 16 chuyện khác nhau chứ không phải là nó có cái này nó tương tự
tức là hoài nghi về cảnh ngũ uẩn thuộc về quá khứ. Đó. Thí dụ như mình tự nhiên cái mình đặt cái câu hỏi mình đã từng sanh ra trong quá khứ với cái ngũ uẩn giống vậy phải không? Ví dụ là vậy đó. Đó. Thì nó cái đó là hoài nghi về ngũ uẩn trong quá khứ, nghĩa là đặt câu hỏi liên quan tới mình. Thì mình phải học số điều kiện mình biết mình mới đối trị được chứ làm sao mình không biết làm sao đối trị được. Còn hoài nghi về cảnh trong tương lai thì bây giờ đó là mình cái tự nhiên quá mình nghĩ tới cái ngũ uẩn này, mình nghĩ là kiếp sau mình sanh lại đó. Rồi có giống như vậy hay không, hoặc là hay là kiếp sau mình không không sanh lại giống như kiếp này, ví dụ vậy đó, là hoài nghi về cảnh ái gì đấy. Rồi hoài nghi về về cảnh bên thế là hiện tại, thành ra mình hoài nghi. Rồi thí dụ hoài nghi gì đi, nếu ní bây giờ nè, bây giờ cái cảnh này là cảnh của ta, ta thuộc về cảnh này hay cảnh này thuộc về của ta đó. Đại khái là mình hoài nghi vậy, nó cũng có sáu chuyện hiện tại không? Đó, nó liên quan tới cái đó. Thì những cái đó nếu mình có thì mình phải tìm hiểu một số vấn đề liên quan tới những cái vậy, tức là 16 cái thuộc theo kinh tạng và 18 cái theo ấy vậy đó, thì mình mới có thể mình làm cho cái hoài nghi đó. Mà tại sao mình phải học tám điều theo về pháp và tám điều theo kinh tạng? Tại vì quý vị nên nhớ đó, có những pháp mà nó giống như hoài nghi mà nó không phải là hoài nghi chứ không phải lúc nào cũng là hoài nghi, nghi ngờ là hoài nghi, không phải. Nó cái pháp mà giống như hoài nghi không phải hoài nghi, nó gọi là cái pháp tương tự giống như hoài nghi mà không phải hoài nghi đó. Thì ngay cả bậc A La Hán cũng có, ví dụ như bậc A La Hán thấy một cái người vô chùa rồi ông nghĩ không biết, hình như mình gặp người này rồi tên đó có biết phải không, ngày hôm nào ấy thì cái đó bậc A La Hán thì đâu còn phiền não nữa mà hoài nghi. Nhưng mà nó có những cái pháp tương tự như vậy đó, mà khi pháp tương tự đó mà nó phát sanh á thì cái danh từ đời thì họ cũng gọi là hoài nghi, nhưng mà nó không phải là một pháp chướng ngại, nó không phải là loại phiền não. Nó thì cái pháp này thì Pali thì nó gọi về bà thì ru bà cả với chị cái xã giống như hoài nghi đó. Tức là những cái điều gì phát sanh ở chúng sanh làm cho cái sự nghi vấn của người đó, nhưng mà nó nằm ngoài tám điều theo cái gì phần 16 điều theo kinh tạng, thì cái đó đó nó vẫn gọi là hoài nghi, nhưng mà nó không phải là phiền não mà thôi. Thành ra nó có những cái mà mình phải học như vậy là mình lấy rồi mình mới đối trị được chứ. Còn nếu mình ít nhất mình cũng phải biết một hai cái trong những cái đó mới đối trị được chứ, còn mình không biết thì làm sao đối trị được. Có những cái đó mình đối trị, tức là mình dùng cái pháp khác để làm cho cái đó nó đừng phát sanh. Nhưng mà có những cái pháp giống như phiền não đó thì mình làm không được. Nếu mà hoài nghi mà nó là phiền não thì mình ấy. Còn thí dụ như còn hoài nghi nó phải là phiền não, mình nhớ người đó mặc hoài không ra thì mình đừng nghĩ tới đó nữa, thôi. Nhưng mà còn nó là phiền não thì nó theo nó quậy, mình phải làm thế nào để nó không còn hiện diện trong cái tâm mình lúc đó. Chứ còn nếu là không không là phiền não thì với ổn, mình có đuổi hay không đuổi thì nó cũng rồi nó cũng đi, nhớ không ra thì nó cũng đi thôi. Thành ra phải biết, phải về học cho kỹ những cái điều về đó đó, thành ra rồi sau này mình mới dựa vào những cái khuôn khổ đó mình mới có thể tính cái chuyện đối trị nó. Nhưng mà trong kinh điển nhiều khi họ đề cập tới một số vấn đề, mà khi mà đề cập tới một số vấn đề đó mình không có quen để mình tìm ra đó thì nó còn nhức đầu thêm nữa. Nó thật với quý vị đó, nó đứt nhức đầu thêm chứ không phải dễ đâu. Thành ra nên học những cái gì mà liên quan tới cái sự hoài nghi là phiền não đó, để sau này có cần gì mình đây mình để có thể đối trị được. Nam mô Bụt Thầy giá. Nam mô Bụt Thầy giá. Dạ con kính đảnh lễ quý ngài, dạ kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ con đã thấy đạo hữu Giang Nhất Hạ, sa thú kính chư ân sư ạ. Và sau đây con kính mời đạo tràng. Quý cô chú có thể giơ tay lên
hỏi trực tiếp với ngài ạ. Ông Nguyên Trang thấy bàn tay của Giang Hạ đúng không ạ? Dạ, Nguyên Trang kính mời Sa Thú huynh. Dạ Nam Mô Bụt Tha Giá, dạ thưa sư cùng đạo tràng, dạ thưa sư cho con xin hỏi một câu nữa. Dạ thường con thường nghe quý sư hay chúc phúc đó sư, là những về những cái quả là giống như được sống lâu, sắc đẹp, sự yên vui, sức mạnh và trí tuệ đó sư. Thì đối với những người mà cư sĩ đó, nếu mà cái người mà có giữ giới và cái người không có giữ giới, hoặc là không có giới, thì những cái quả đó nó cho cái những cái quả nó tương ứng như thế nào thưa sư, và nó thường là nó cho vào cái đời hiện tại, đời kế tiếp, hay là bao nhiêu cái kiếp trong trong vị lai, nó có khác nhau nhiều không thưa sư? Dạ xin sư giảng cho con hiểu điểm này ạ. Dạ con xin tri ân sư. Nam mô Bụt Tha, dạ kính bạch Tiều Tâu Hiền, dạ kính thưa chư quý vị. Cái lời phúc chúc đó không có nghĩa là mình làm được cái đó đó, là mình được những cái điều như lời phúc chúc, nên nhớ chuyện đó. Mà cái lời phúc chúc đó đó để nhắc nhở mình những cái điều mình làm ngày hôm nay đó, có thể kiếp sau mình sẽ được những cái đó. Hàng. Hoặc là những cái điều mình làm trong ngày hôm nay đó, mình phải so sánh lại, so sánh với những cái điều phúc chúc của ông sư đó. Coi cái điều đó như thế nào, nếu cần thì phải hỏi ông sư, thì mình hỏi hỏi đi sao cái đó có khuyết điểm thì nó sẽ không đưa tới cái đó. Dầu rằng mình bố thí thì người ta nói là giữ giới đi, giữ giới thì được những cái này, được những cái nọ, nhưng mà cái giữ giới của mình nó phải tròn đủ và nó phải có điều kiện để kiếp sau mình được, chứ không phải là kiếp này. Bởi kiếp này thường thường nó là cái quả của kiếp trước rồi, cái gì nó nhớ vậy, nó đa số là quả kiếp trước. Những cái điều mình làm trong kiếp này nó chỉ phụ, nghĩa là nó chỉ hỗ trợ để cho cái quả kiếp trước nó đọt rồi tròn đủ, giống như ông sư ông đã phúc chúc quý vị. Chứ quý vị đừng có nghĩ hồi xưa giờ mình chưa từng giữ giới, giờ mình giữ giới không được cái đó, không có chuyện đó. Giống như quý vị đi mua lottery đó, đâu phải quý vị mua lottery lúc lúc nào nó cũng trúng à, mình nhớ chuyện đó, có khi trúng hay không chứ không phải lúc nào nó cũng trúng hết đó. Thành ra quý vị nên nhớ chuyện đó để mà mình hiểu những cái gì mà mình làm đó, thì nó phải qua một số cái điều kiện khác nữa chứ không phải không. Nên, mà những cái điều phúc chúc là người ta chỉ tóm tắt để cho biết à, nếu mình làm chuyện đó thì cái quả này nó sẽ tới, nhưng tới lúc nào thì ông sư ông đâu có nói, mà ông cũng đâu biết, chắc đâu ông nói không. Là nó mình muốn được những cái đó thì không phải kiếp này kiếp nào cũng ráng giữ những cái điều mà mình làm trong ngày hôm nay. Kiếp trước có thể mình khuyết điểm thì kiếp này ráng ráng làm cho mình khuyết điểm, mà kiếp sau mình ráng cố gắng mình cũng làm lặp đi lặp lại những cái điều này cho nó đừng có khuyết điểm, thì mai ra những cái điều sư chút mới được. Nam mô Phật Thầy giá. Nam tha giá. Dạ con kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ con đã thấy đạo hữu Giang Nhất Hạ, sa thú tri ân. Dạ cảm ơn huynh đã đặt câu hỏi. Câu hỏi của đạo tu học. Dạ con xin đọc câu hỏi ạ. Kính thưa sư, có đoạn kinh ngài Sariputta dạy, ngài hiền giả, đoạn tận tham, đoạn tận sân, đoạn tận si. Đây gọi là Niết Bàn. Có hai chỗ giống như bị mâu thuẫn với đoạn kinh ở trên. Tâm duy tác của bậc A-la-hán tuy đã đoạn tận phiền não, tham, sân, si, nhưng không phải là Niết Bàn. Ba bậc thánh hữu học đã chứng ngộ Niết Bàn nhưng chưa đoạn tận phiền não. Như vậy, khi nói sự đoạn tận phiền não là Niết Bàn, có vẻ còn chỗ sơ hở chưa hoàn toàn đúng. Vậy nên hiểu chỗ này như thế nào thưa sư? Dạ kính cảm ơn huynh đạo hữu đã đặt câu hỏi. Dạ sau đây con kính dâng mic lại cho ngài ạ. Dạ con xin xuống mic ạ. Nam mô Bụt Tha Giá kính bạch Chư Tôn Hiền, dạ kính thưa chư quý vị. Trong bài kinh Sở Ba Thí Sê Xả có nói cái này, nói cái là A Nu Ba Thí Sê Xả và Sở Ba Thí Sê Xả Niết Bà Ná đó, tức là có hai loại niết bàn của bậc thánh đã đoạn tận phiền não và niết bàn của bậc hữu học
chứ không phải lúc nào cũng là niết bàn, nhớ đó. Còn cái chuyện mà tâm di tác của bậc a la hán đã đoạn tận não là vị a la hán đoạn tận phiền não, chứ không phải tâm di tác đoạn tận phiền não, anh nhớ chuyện đó. À, trước khi mà được được cái tâm di tác nó làm cái nhiệm vụ của nó trong cái lộ trình tâm của vị a la hán, vị an chưa có đoạn tận tham sân si thì không thể nào có tâm di tác được. Thành ra cái tâm di tác giống như một cái quả, cái loại quả mà chỉ có bậc a la hán mới có mà thôi, nó do cái là mình đoạn tận phiền não, chứ không phải người nào xài tâm di tác là lúc đó cũng là niết bàn, nó không phải. Niết bàn là lúc nào cái tâm mà nó làm việc đoạn tận phiền não kìa, mà tâm làm việc đoạn tận phiền não của bậc a la hán vẫn là tâm thiện chứ không phải là tâm di tác, mình nhớ vậy đó. Bởi vì a la hạt tạp mắc khá chứ không phải là a la hạt tạp kiriya, nó nhớ chuyện đó. Đó. Thành con bậc hữu học cũng vậy, bậc hữu học là những cái mà họ làm cái đó đó thì họ có cái tên gọi gọi là sở ba thí thiện an toàn, nhưng mà thường thường ở đây là mình cứ hiểu là sở ba thí thiện an toàn là niết bàn của cái người còn sống, mà sở anu ba thí là cái bậc đã ấy, phải coi nhiều chỗ nó khác nhau chứ không phải chỗ nào nó cũng vậy. Cái thứ hai là coi Đức Phật thuyết với ai, thấy không? Thành tại sao ngài dùng cái đoạn đó, nó đối với ngài Sở Điều Tạ thì ngài chỉ có tâm di tác, tức ngài đã đoạn tận phiền não, thì cái ngài khi ngài đoạn tận não thì đó đó là niết bàn, tức là cái pháp đó đó, cái pháp mà tiêu từ đoạn tận phiền não của ngài là niết bàn thì không có gì nói đó. Đó. Nhưng mà cái tâm di tác thì không phải là cái tâm để diệt tận phiền não để được niết bàn. Hy vọng chúng tôi giải thích chuyện người gì hỏi hiểu. Nam mô Bổn Thầy. Nam mô Bổn Thầy. Dạ con kính đảnh lễ thưa ngài, kính chào đạo trang. Dạ con đã thấy đạo hữu tu học và kính cảm ơn sư. Dạ kính cảm ơn đạo hữu đã đặt câu hỏi. Dạ sau đây con kính mời đạo trang cùng tiếp tục tham gia đặt câu hỏi ạ. Dạ quý cô chú có thể chat trên màn hình hay là có thể giơ tay hỏi trực tiếp với ngài ạ. Dạ con kính mời đạo tràng. Dạ trong rừng con thấy rất là đông, đến 40 mấy người lần ạ. Dạ con kính mời quý cô chú có thắc mắc, những gì thắc mắc cứ việc giơ tay lên hỏi ạ. Không có ai có câu hỏi hết. Có câu hỏi hả? Tại máy Nguyên Trang nãy giờ nó bị chạy ra chạy vào á. Dạ cô ơi, cô Nhật Quỳnh ơi, cô có câu hỏi cô chat lên trong màn hình giùm con đi cô. Con xin sám hối ạ. Tại nãy giờ cái máy con nó dạ. Dạ không biết là dạ không thấy. Ủa có câu hỏi không? Hồi nãy đọc rồi mà ha. Quỳnh mới thế. Dạ không biết có vị nào có thể chat cái câu hỏi lên. Dạ con cũng mới hồi nãy giờ con cứ đó. Dạ đúng rồi, câu hỏi có bàn tay của Sức Hà. Dạ chưa có câu hỏi tiếp theo. Sức Hà đưa tay hả? Sức Hà Nguyên Trang gửi nha. Câu hỏi cũ rồi. Chưa có bàn tay. Không có bàn tay ai hết. Ủa không có bàn tay. Dạ rồi, con có câu hỏi rồi. Cảm ơn đạo hữu. Dạ cảm ơn đạo tràng. Dạ con cảm ơn đạo tràng ạ. Dạ con xin đọc câu hỏi của đạo hữu tu học. Thông thường đoạn nghiệp Upakha Pakalkamma là loại cực trọng nghiệp. Garukakamma thiện hoặc ác. Có trường hợp nào đoạn nghiệp không phải là loại cực trọng nghiệp hay không thưa sư? Dạ kính cảm ơn đạo hữu đã đặt câu hỏi. Dạ con kính dâng bích lại cho ngài ạ. À. Dạ con kính cảm ơn đạo tràng, con xuống bích ạ. À. Nam mô Phật Thầy, dạ kính bạch chư tôn, dạ kính thưa chư vị. Thấy Sư Thà đưa tay lên hai ba lần mà cô Minh Trang cái ngó lời. Nếu còn có câu hỏi vẫn giữ đó thì đưa tay lên đi để trả lời trước. Người đưa tay thì phải trả lời trước theo
giống như rung từ xưa giờ làm. Nên mời cô Hà nghe Nam Mô Bụt Thầy. Dạ, Nam Mô Bụt Thầy, Nam Mô Sang, dạ, Nam Mô Sang Khai Giá. Dạ, thưa Ngài, con nãy con thấy anh Văn Nhất Hòa có hỏi về cái hoài nghi đó, thưa Ngài, thì con thấy là nếu như mà Nam Mô Bích Tha Giá. Xích Hà ơi, bị rớt mic rồi. Xích Hà còn nghe Nguyên Trang không? Cho Nguyên Trang một tín hiệu. Nguyên Trang mời Xích Hà lại nha. Dạ, con xin xuống mic ạ. Nam Mô Bích Tha Giá. Xích Hà có nghe được âm thanh của Nguyên Trang không? À, cho Nguyên Trang tín hiệu ạ. À, để con coi coi còn trong room không ạ. À. Dạ, mọi người có thấy. Ồ, con phải ra mic bị kẹt mic hả? Rồi, à, Xích Hà ra nha. Rồi, Nguyên à. Chắc ra rồi. Dạ, con xin sám hối. Dạ, vậy con xin đọc câu hỏi của đạo hữu trong khi chờ đợi nha ngài. Dạ, con xin đọc lại câu hỏi. Thông thường đoạn nghiệp Upakha Takkakamma là loại cực trọng nghiệp Garukakamma thiện hoặc ác. Có trường hợp nào đoạn nghiệp không phải là loại cực trọng nghiệp hay không thưa sư? Dạ, con kính dâng mít lại cho ngài. Nam mô Bụt Thầy, dạ kính bạch chư tôn hiền, dạ kính thưa chư quý vị. Có một cái loại mà gọi đoạn nghiệp mà nó không liệt kê vào cực trọng nghiệp, tức là cái vị mà cư sĩ đó, cái vị cư sĩ mà đắc A La Hán rồi đó, nếu mà không có tu á, không có tu thành nhà sư tu sĩ đâu thì phải mất mạng trong ngày hôm đó. Nhưng mà chúng tôi không biết ở chỗ nào nói cái đó là cực trọng nghiệp hay không, mà chúng tôi biết, như chúng tôi học thì không thấy nói đó. Tức là cái vị mà chứng là cư sĩ mà chứng A La Hán đó, là chỉ sống được cho tới ngày tới mặt trời mọc ngày đó mà thôi. Tức là thí dụ như 8 giờ tối đắc, thời buổi này 8 tối đắc là kể đi luôn á. Nhưng mà trong sách vở thì không có, không nói cái đó là cực trọng nghiệp, thành ra chúng tôi không biết có chỗ nào có nói hay không. Khi nào gặp thì chúng tôi sẽ báo cho biết, chứ cho tới bây giờ thì không có thấy nói cái đó là cực trọng nghiệp. Nam mô Bụt Thầy á. Nam mô Bụt Thầy giá. Dạ, con đã đấy, con đã thấy đạo hữu tu học, con kính tri ân sư. Dạ, sau đây Nguyên Trang kính mời Xích Hà nha. Xích Hà có nghe được âm thanh của Nguyên Trang không? Ồ, sa thú. Rồi, Nguyên Trang xin xuống mic ạ. Dạ, Nam mô Bụt Thầy giá. Dạ, con xin sám hối. Tại vì nãy giờ con cầm mic mà nó không biết sao nó cứ không, con không nghe tiếng gì hết. Dạ. Dạ thưa ngài, con có câu hỏi là con thấy các vị sư nhiều khi hoặc là hay nói là nếu mình làm gì mình đi sám hối, nhưng mà con chưa có hiểu cái nghĩa rõ của sám hối và lý do tại sao. Thưa ngài có thể dạy cho con rõ hơn về cái chi pháp mà sám hối á, cái cách thức nữa. Dạ, con kính trao mic lại cho ngài. Nam mô Bụt Thầy, dạ kính bạch chư tôn hiền, dạ kính thưa cho quý vị. Sám hối có nghĩa là mình tới cái vị nào đó mà mình tin tưởng đó, mình trình bày cái sự sai lầm của mình, giơ tắc ý là hứa sẽ không tái phạm. Chơi sám hối không có nghĩa là tới đó trình bày cái tội mình để hết tội, nên nhớ chuyện đó, không có cái điều đó.
Nhưng mà đa số về cư sĩ cận sinh nam nữ cứ nghĩ là tới đêm rằm là sám hối cho hết tội, cái đó không có cái vụ đó nha. Sám hối là để giống như mình ăn năn cái việc mình đã làm và mình cần một người để cho mình bày tỏ cái điều đó à, nhưng mà nó nhớ cái tội nó không có hết, tội mà mình đã làm không có hết. Chúng tôi thí dụ về đi, ông sư ông đưa ông cờ đông ông chỉ vô cái cục than nóng thôi, quyết đừng có đụng vô nóng, cái mình không tin mình đưa tay rời vô đây nó nóng nó phỏng, rồi cái mình lại gặp ông sư mình xin sám hối, anh nhớ cái thẹo nó vẫn còn, cái vết phỏng nó vẫn còn chứ nó không có hết được, nhớ chuyện đó thì sám hối cũng vậy, tức là mình bày tỏ cái sự sai lầm của mình là mình nguyện là mình giữ không có làm việc đó nữa, chứ không có hết tội hết gì đó, anh nhớ đó. Thành ra sám hối chỉ là nghĩa là hối ăn năn cái tội lỗi của mình rồi không tái phạm, nhưng mà phải mình nói với người đó để cho giống như họ làm chứng, nhất là mấy ông sư á, mấy ông sư gặp mà làm cái gì phạm cái tới gặp ông sư cùng nó ở mình nó xin sám hối, nên nhớ sám hối là mình nguyện mình chưa, chứ không phải mình muốn ông sư làm chứng cho mình là tôi nguyện tôi chưa, chứ cái tội nó vẫn còn chứ nó không có ấy đó, nên nhớ chuyện đó. Thì ở ngoài đời nó cũng giống nhau, nên nhớ đừng có nghĩ là thôi cứ làm đi rồi gặp ông sư hay là gặp ai đó xin sám hối gì đâu, sám hối tội nó không có hết, nên nhớ vậy đó. Thành ra từ đó tới thay đổi cái sự hiểu của mình đi, tội nó không có hết, sám hối tức là mình nguyện với cái người mà mình chờ làm cái chuyện sám hối đó là không làm việc đó nữa. Nam mô Bích Thầy ạ. Nam mô Bích Thay giá, dạ con kính đảnh lễ quý ngài và con kính chào đạo tràng. Không biết là Xích Hà còn có thắc mắc nữa không? Dạ con đã thấy Xích Hà sa thú ạ. Dạ con kính mời đạo tràng. Dạ con kính mời đạo tràng cùng tham gia đặt câu hỏi ạ. Hay là quý cô chú có thể chat trên màn hình và con sẽ đọc câu hỏi. Sa thú Xích Hà, Nguyên Trang kính gửi mic lại cho Xích Hà. Dạ, Nam mô Bụt Thầy dạ, con kính đảnh lễ chư tôn đức tăng ni và chào đạo tràng, con kính đảnh lễ ngài. Dạ thưa ngài, con hỏi con thấy trong con học vi di pháp thì có nói khi mà tử ở tâm nào, khi tục sanh ở tâm nào thì tử ở tâm đó. Ví dụ như một người mà nhị nhân hay là lạc môn nhân thưa ngài, ví dụ tục tục sanh bằng tâm đó rồi tử tâm đó, rồi vậy thì cái tục sanh qua một cái kiếp sống khác á, thì nó là một cái dòng thức khác, nó đâu có phải là còn có không có liên tục, có nghĩa là không không có phải là tái sanh vô một cái thành lạc vô nhân nữa nữa phải không thưa ngài, con hơi thắc mắc cái đó nên ra con xin ngài giải thích cho con rõ hơn. Nam mô Bụt Thầy Gia Kinh Bạch Chư Tôn. Dạ kính thưa chư quý vị, sanh với tâm nào, sanh với loại tâm nào thì tử với loại tâm đó, chứ không phải là sanh với tâm nào và tử với tâm đó, nên nhớ chuyện đó. Ngược lại tử với loại tâm nào cũng sanh với loại tâm đó, đều nó khác cái nhân duyên mà thôi. Chứ bây giờ nếu dụ mình nói mình sanh với cái tâm đó rồi mai mốt mình chết với cái tâm đó, thành ra cái tâm đó là nó làm gì vô sanh rồi cái nằm đó nó chờ mai mốt làm gì vô tử, như vậy là nó đâu là vô thường đâu mà nó là thường hay sao, phải không? Thành nó sanh với cái loại tâm nào thì tử cùng với loại tâm đó, nghĩa là có thể nó có cái tên giống nhau nhưng mà không phải loại tâm đó, không phải tâm đó, nên nhớ chuyện đó. Bởi tâm mà nó nếu mà nó sanh ra nó làm cái gì vô sanh là chúng sanh đó, rồi mai mốt nó trở lại làm vô kia nó chờ đó, tâm nó sanh diệt là nó là vô thường, nó sanh rồi nó diệt chứ nó không có chờ ai đó. Sanh với loại tâm nào hoặc tử loại tâm nào, sanh với loại tâm nào thì tử với loại tâm đó,
Ừ, chứ đừng có nói tà tử với tâm đó, tà tử tâm đó ta hiểu là cái tâm là một cái chuyện thường là không được, cái là cái tâm thường 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 không được, nó phải là vô thường chứ ngũ quẩn mà nó không có thường được, nên hiểu vậy đó, cùng loại thôi. Nhưng mà còn cái tới chừng sanh lại cái tâm khác, cùng loại tâm là tâm quả, nó trắng là tâm quả, nhưng khác khác chỗ nào? Tại vì mình chết với cái tâm nhà tâm nhân, nhưng mà có thể sanh lại với tâm nhị nhân hoặc cái vô nhân cũng được, khác vậy đó, nhưng mà nó cùng loại. Nam mô Thầy ạ. Dạ, con kính tri ân ngài. Dạ, cho con hỏi thêm một câu nữa. Dạ, thưa ngài, thí dụ như con thấy trong người người tam nhân thì mới chứng đắc đạo quả, mà con không hiểu là nếu vậy thì khi cái tâm tái tục đó thưa ngài, việc nghiệp đó là nguyên do chính yếu để cho người đó có cái tục sanh bằng lạc vô nhân, nhị nhân hoặc là tam nhân phải thưa ngài? Và nếu như vậy thì giống như nếu như mình muốn có một cái tam nhân để có thể tu tập chứng đắc đó, thì mình làm sao có thể phát triển được để khi mà những cái kiếp sống kế tiếp mình có thể làm người tam nhân được? Dạ, con xin trang mít lại. Nam mô Bổn Thầy Gia Kinh Bạch Chư Tôn Hàng Giả, kính thưa chư quý vị. Thì làm thiện pháp cho nhiều, làm thiện pháp thì nó có bốn chuyện: thứ nhất trước khi làm, thứ hai trong khi làm, thứ ba sau khi làm, và thứ tư sau khi làm một thời gian. Nhưng mà cái chuyện mà sau khi làm một thời gian đó, cái tác ý đó nó quan trọng hơn ba cái trước. Thành ra trong chú giải nói sao trước khi làm và sau khi làm, thì nếu mà nó cực mạnh á thì có thể sanh làm người tam nhân, nó gọi là Úc Cạch Thạ. Nhưng mà trước khi làm, sau khi làm thời gian sau mà nó bị mất năng lực vì cái lý do này lý do nọ đó, thì có thể trở thành người nhị nhân hoặc người vô nhân, người lạc vô nhân cũng chừng. Thành ra cái mình muốn kiếp sau mình trở lại tam nhân đó, thì những cái gì thiện pháp nào làm thì phải làm cho nó đúng mức, làm cho nó có năng lực. Nhưng mà tại sao chúng tôi nói là cái mà tác ý sau khi làm thời gian đầu nó khó khăn, khó giữ, khó năng lực, tại sao? Thứ nhất là mình quên, thứ hai là trong thời gian thời gian sau khi mình làm cái đó rồi đó, tự nhiên cái mình nghe ai nói gì tới cái chỗ mình làm, ví dụ mình nói mình dân y đi, mà xin dân y hai ba nhà thứ hai ba chục năm sau không chạy, mình mới nhớ tới lễ nghi. Nhưng mà có người nói với mình ở cái chùa đó kìa, không có làm lễ nghi là không có trúng cách đâu, chị nên làm lễ nghi khác đi để có phước. Và tự nhiên là mình nổi sân liền. Thì trước khi làm, trong khi làm, sau khi làm có thể là thiện pháp, nhưng mà sau khi làm thời gian lâu vẫn là ác pháp như thường. Nhưng mà phải bốn cái mà nó có năng lực thì mới gọi là Úc Cạch Thạ, còn nếu mà không thì nó trở thành Ô Mắc Cạ, là có thể nó thành cái khác rồi chứ nó không còn là cái cũ nữa. Cho nên nên nhớ khi làm thiện pháp phải suy đắn đo suy nghĩ, làm cho nó đúng mức và đừng có để cho những cái trở ngại đó nó trở 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 lui. Nam mô Bổn Thầy Gia. Nam mô Bổn Thầy Gia. Dạ, con kính đảnh lễ quý ngài. Dạ, con kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ, con đã thấy Xích Hà Sa Thú, kính tri ân ngài. Dạ, kính cảm ơn Xích Hà đã đặt câu hỏi ạ. Dạ, Sa Thú bàn tay của Xích Hà nguyên trang kính gửi mít lại ạ. Dạ, là một thầy giá và dạ, thưa ngài cho con hỏi thêm. Dạ, thì con thấy con không biết theo cái kinh nghiệm của con thì con thấy rằng là nhiều khi những cái việc bất thiện làm á, nó trạo hối á, thưa ngài, khi suy nghĩ lại thì phiền não nó tăng khởi. Mà sao con thấy dù rằng con làm những việc thiện nhưng mà con lại không có nhớ nhiều, thành ra con không biết là lý do tại sao, có phải là tại vì cái phàm của con ở trong trong người nó tự kiết dày quá, thành ra con không hiểu tại sao. Nhưng mà con nghĩ khi ngài nói sau khi làm á, nó mình nghĩ cái những việc thiện mà sau khi làm á, nó khó khăn,
có phải là do mình không có cái chủng tử tà kiến này, chủng tử vô minh nhiều quá, thành ra nó dày dày kiếp kiếp đó, thành ra mình khó mà có thể nhớ lại những cái việc thiện mà mình làm. Thì con không hiểu là bây giờ có nên suy nghĩ nhiều về những cái chuyện thiện mình làm, mình hoan hỷ không thưa ngài? Dạ, con kính trao mic lại cho ngài. Nam mô Bụt Thầy, dạ kính bạch chư tổ này, dạ kính thưa chư quý vị. Giờ thiện mình làm rồi mình nên suy nghĩ lại. Tại sao? Bởi vì suy nghĩ tới cái thiện, ví dụ sáng mình làm xong tối mình suy nghĩ lại cái chuyện mình làm đó. Nó có hai cái lợi. Cái lợi thứ nhất là để coi cái khuyết điểm nào mình có thể mình điều chỉnh về sau khi mình làm cái việc tương tự. Cái thứ hai nữa đó, mình suy nghĩ lại chuyện đó, nó là một cái hình thức, nó gọi là tùy niệm thí. Tức là mình hành thiền á, tức là cái tâm mình nếu mà cái định lúc đó nó mạnh đó, thì mình giữ cái đó nó có năng lực đó, nó giúp cho cái tác ý sau khi làm nó có năng lực, là tùy niệm thí. Nếu mình tối mình kêu mình những cái việc thiện nào mà mình làm mà nó hoàn hảo rồi, tối trước khi ngủ nên làm cái phương pháp tùy niệm thí đó, tức là một trong 10 cái chín cái phương pháp niệm đó. Mà không có đắc thiền đâu, nhưng mà nó giúp cho mình có nhiều cái năng lực trong cái việc thiện. Thì mình cứ tập như vậy hoài thì sau này mình sẽ nó giúp cho mình một cái duyên, gọi là trùng dụng duyên đó. Để sau này mình có thể mình recall nó bất cứ lúc nào, mình nghĩ là lúc nào cũng được. Chứ còn nếu mà mình không có tập rồi có ai nhắc cái mình suy nghĩ, mình nghĩ quảng ra không ra, mình làm gì mà cái lúc mình suy nghĩ nó không ra thì nó dễ đi tìm cái sơ hở. À, cái sơ hở. À, sơ hở tức là mình nghe xung quanh hay mình thấy cái gì không ổn, cái đó là cái tại vì mình không có chịu tập niệm thí, tức là làm cho cái niệm về trong thiện pháp của mình để cho nó có năng lực. Thì đâu phải cái đó mấy đâu phải tập hết á. Mình không tập là mình lỗ vốn chứ không ai lỗ đó. Ừ. Cái chuyện mà Đức Phật dạy mình làm mình không chịu làm thì nó mình phải có cái điều sơ sót chứ không có nói gì. Thì nó đó là những cái điều đáng làm, mình suy nghĩ tới lui cái việc thiện, nó giúp cho mình, nghĩa là cái thiện pháp đó nó có thêm năng lực. Nam mô Bụt Thầy giá. Nam mô Bụt Thầy giá. Dạ, con kính lãnh lễ quý ngài, và dạ, con kính chào toàn thể đạo tràng. Và dạ, con đã thấy Xích Hà sa thú, sa thú kính tri ân ngài. Và dạ, kính cảm ơn Xích Hà đã đặt câu hỏi ạ. Và dạ, sau đây con kính mời đạo tràng ạ. Con kính mời đạo tràng cùng tham gia đặt câu hỏi. Dạ. Quý cô chú có thể giơ tay hỏi trực tiếp với ngài hay là có thể chat trên màn hình và con sẽ đọc câu hỏi ạ. Con không biết cô Lạc Lê có câu hỏi không ạ? Xích Hồng Ngọc Biển Đông nè, có câu hỏi không? Trong room con thấy rất là nhiều vị, và trong room rất là đông. Và con kính mời mọi người ạ. Xích Thanh Hoàng có câu hỏi không? Hôm nay ai cũng muốn ngồi nghe hết, không có ai muốn đặt câu hỏi hết. Dạ con kính mời, con kính mời đạo tràng. Dạ con thấy bàn tay của ngài, dạ con kính nhân mít lại cho ngài ạ. Rồi, Nam mô Bụt Thầy, dạ kính bạch chư tôn, dạ kính thưa chư vị. Hồi nãy hình như chúng tôi có thấy cái nét như cánh chim trời thì phải. Có bố ra cái câu gì đó, không biết phải câu hỏi hay không, xin bố trở lại. Cái thứ hai nữa là cô Hòn Ngọc Viễn Đông mà vô đây, sao lúc này ngồi im ra vậy? Vô đây tu thiền hay sao vậy? Ừ. Cô Sài Gòn, nắng Sài Gòn sư đi mà chợt mát, bởi vì cô mặc áo lụa Hà Đông. À, còn cái vị này là Nao Thanh có hỏi, xin đặt hỏi lên là một vấn đề vậy. Dạ, Nam Mô Bụt Thầy giá. Dạ, bây giờ con thấy bàn tay của đạo hữu Thính Pháp. Dạ, kính mời đạo hữu Thính Pháp. Dạ, đạo hữu
Now Thanh, please viết câu hỏi lên và con sẽ đọc câu hỏi ạ. À. Dạ con xin xuống mic ạ. Dạ Nam Mô Bụt Tha Dạ, Nam Mô Tham Ma Dạ, Nam Mô Sang Kha Dạ. Con kính ngài đến lễ ngài Chư Đức, ngài Liễu Tông, Chư Đồng Đức Tăng, quý bà cô tu nữ, con kính chào đạo tràng ạ. Dạ xin cho biết cái đạo tràng có nghe được không ạ? Dạ. Dạ một Phật sư, hôm trời con có một câu hỏi, có một người bạn nhờ con hỏi với sư, đó sư. Ở trong cái chỗ mà ý hành, thân hành mà khẩu hành đó sư, thì chúng con không hiểu được cái thân hành đấy, có thể hiểu được rằng là có thể mình tự mình nói chính mình hay suy nghĩ chính mình là thoát trừ ra sao đó sư, hay nên hiểu như thế nào sư, sư giảng dùm cho cái chỗ mà thân hành, khẩu hành, ý hành thưa sư. Dạ một Phật con sẽ xuất mít ạ. Dạ. Nam mô Bụt Tha Dạ, kính bạch chư tôn hành giả, kính thưa quý vị. Mấy cái danh từ này nói hỏi rồi biết hỏi chỗ nào chứ phải có chỗ để dựa vào đó chứ còn không không được. Bởi vì chứ thân hành có khi nó là hơi thở, có khi nó là bao nhiêu chuyện khác nhau, không? Thành hỏi chỗ nào cho hỏi gì chúng tôi không biết đường đâu mà trả lời, mà không biết đường mà nói vậy thì nó tiêu luôn. Đó, phải biết nó ở chỗ nào. Mời cô cái nick là Nao Thanh gì là lên nó có câu hỏi xin mời nha. Nam mô Bụt Tha Dạ. Nam mô Bụt Tha Dạ. Dạ con không thấy bàn tay của đạo hữu Nao Thanh. Dạ không biết là đạo hữu Nao Thanh có cầm mic được không ạ? À? Dạ Nguyên Trang kính mời. Dạ Nguyên Trang kính mời. Dạ Nguyên Trang xin xuống mic. Dạ Nguyên Trang kính mời đạo hữu Nao Thanh ạ. À. Dạ Nam Mô Bụt Tha Dạ. Dạ kính mời đạo hữu có thể đưa bàn tay của mình lên tranh thủ, tại đạo tràng không có được bao nhiêu thời gian hết, ngồi chờ đợi hoài thì ngài ngồi chờ đợi hoài thì mất câu hỏi trong đạo tràng. Và trong khi đạo hữu chuẩn bị, và Nhật Quỳnh xin đọc câu hỏi của tu học Phật pháp trước ạ. Dạ để không có mất thời gian của đạo tràng. Kính mời đạo hữu chuẩn bị ạ. Nhật Quỳnh đọc câu hỏi này xong, ngài trả lời xong thì kính mời đạo hữu ạ. À copy nó không đi. Dạ. Nhà copy mà đưa ra room thì phải biết cách thì nó mới đưa ra được. Nếu nó có khoảng trống nhiều thì cũng không được đâu đạo hữu ơi. Dạ. Kính thưa sư, đoạn kinh thế nào là thân bệnh mà tâm không bệnh? Không còn bị ám ảnh năm uẩn là ta, là của ta, thì khi năm uẩn biến hoại, đổi khác, không bị khởi lên sầu, bi, khổ, ưu não. Như vậy gọi là thân bệnh mà tâm không bệnh, vân vân. Phải chăng khi hành giả có được trí thể, trí thiền tuệ tha, samma, samanya, na, thẩm sát, tam tướng trí, và thứ tư, upadayat, mà tâm má sanh diệt trí đã thấy rõ tường tận được tướng sanh diệt và tam tướng của danh sắc thì đã được gọi là tâm không bệnh. Hai trí, hai phải tới trí trong tâm thánh đạo thánh quả thì mới gọi là tâm không bệnh. Oh, có câu hỏi của cánh chim trời nữa. Dạ bây giờ con cũng thỉnh ngài, dạ con cũng thỉnh ngài trả lời câu hỏi của tu học Phật pháp. Và con kính dâng mít đến ngài, mời Nguyên Trang tiếp tục nha. Nam mô Bụt Tha Dạ, kính bạch chư tôn hàng giả, kính thưa chủ vị. Thật sự ra tệ thứ ba, tệ thứ tư vẫn còn từ quý bạch sanh u bạch kỳ lê xạ thì lại vẫn còn bệnh tâm như thường, nhưng để nào tránh khỏi đó
Còn trong mấy cái tệ sau đó thì không, chúng trong chú giải cũng không nói chắc chắn là cái tệ nào mà ấy, nhưng mà theo chúng tôi đó thì bắt đầu là tệ thứ thứ 10 10 thứ 12 thứ 13 gì đó, Anuloma-nyana đó. Bởi vì Anuloma-nyana là nó nằm trong lộ đạo. Lộ đạo nó có Anuloma-nyana, rồi tới khốt tra phu nha ná, rồi tới mắt khá, rồi tới phá lá, nó đi liên tục vậy đó. Thì có lẽ là bắt đầu từ cái tệ anulom nha ná đó, là có thể được gọi là tâm không có bệnh. Nên, chứ còn nếu mà nói hai cái tệ thứ ba từ này, nó vẫn còn quy hoạch sanh nu và kỳ lê xả mà nếu nó còn quy hoạch sanh nu và kỳ lê xả thì nói nó không bệnh là cũng không không được. Nam mô Bích Thầy giá. Nam mô Bích Tha giá, dạ con kính đảnh lễ quý ngài, dạ con kính chào toàn thể đạo tràng, dạ con đã thấy đạo hữu tu học, con kính tri ân sư, dạ sau đây con xin đọc câu hỏi của đạo hữu như cánh chim trời trước, rồi sau đó sẽ con sẽ đọc câu hỏi của đạo hữu Nao Thanh, dạ con xin đọc câu hỏi trước ạ, kính bạch sư, chữ gá tý nên hiểu ý nghĩa như thế nào thưa sư, dạ con kính dâng bích lại cho ngài ạ, dạ con xin xuống bích. Quý vị cái chữ này cũng phải biết nó nằm chỗ nào thì dịch nó thường đó chính xác, chứ thường thường người ta nghe cái câu này đó, cái chữ khá tí khá tá này đó, tiền thường đó là người ta dùng trong cái danh từ mà để gọi lại, gọi người đó lại hoặc là đuổi người đó đi. Nó ví dụ như gặp người đàn ông đó thì gọi là gato lại đây, còn nếu đàn bà đó gata lại đây đó. Hoặc là gato đi đi, cá ta đi đi chơi dành cho người nữ đó. Thành ra đây là cái một cái danh từ mà nó nằm có nhiều ở chỗ rồi, nó phải biến theo hệ của nó. Thành ra nếu mà có câu thì dịch nó dễ, còn không có thì chúng tôi chỉ nói tóm tắt vậy thôi. Nam mô Bích Thầy á. Nam mô Bích Tha giá, dạ con kính lãnh lễ quý sư, kính chào đạo tràng, dạ con đã thấy đạo hữu như cánh chim trời, sa thú, con kính tri ân sư, dạ sau đây con xin đọc câu hỏi của đạo hữu Nao Thanh, tất duyên danh sắc, đời hiện tại đang ở cõi sắc giới, không có tâm, không có thức, sau đó lấy gì tái sanh ở kiếp vị lai? Dạ con kính dâng bích lại cho ngài để ngài có thể trả lời câu hỏi ạ. À. Dạ con xin xuống bích ạ. À. Nam mô Bích Thầy gia kính bạch chư tôn hoàng giả, kính thưa chư quý vị, không biết có viết sai không, nếu đang ở cõi sắc giới thì nó phải có tâm có thức chứ, chỉ có cõi vô tưởng á thì nó mới không có tâm mà không có thức nữa. Nhưng mà nó sanh bằng cái sanh bằng sắc, nghĩa là chúng sanh đi tái sanh nó có 20 loại, 19 loại là loại tâm, 19 là loại tâm, còn loại thứ 20 là loại sắc. Thì khi anh lên đó đó, ông đó ông lên đó ông sống như giống như cái con búp bê trên đó năm 500 năm, đi 500 đại kiếp, 500 đại. Rồi sau đó thì cái nghiệp, nghĩa là cái nghiệp mà nó cho đi tái sanh từ cái cõi trước khi ông đó ông sanh về đó đó, đó. Thì cõi trước khi ông lên thì đó, thì lúc đó đó cái nghiệp lực đó nó gửi cái tâm tái tục để chờ vị đó tái sanh. Nghĩa là không có danh, không không có thức, không có danh trong vòng 5 năm đại kiếp vậy đó. Rồi cái nghiệp mà làm trước trước 500 đại kiếp đó đó, nó có cơ hội cái loại là loại nghiệp nào thì nó cho ông đó tái sanh. Thường thường thì lại sanh xuống, thường theo chú giải đó, thường sanh xuống chỉ làm người nhị nhân thôi, chứ làm người tam nhân cũng khó, chỉ làm người nhị nhân mà thôi, chứ hoặc là không không thể thấp hơn người nhị nhân được. Nam mô Bụt Thầy á. Hỏi cái gì chứ hỏi cái đó chịu. Một đại kiếp là tùy theo cái mình gọi cái đó, cái đó cái gì, ví dụ kiếp mình cũng thể gọi đại kiếp được. Thì maximum cái tuổi này 150 tuổi thôi chứ không có hơn,
tuổi trung bình là 75 tuổi nhưng mà có thể có người thọ gấp đôi. Nhưng mà thí dụ như ta một đại kiếp trái đất thì nó bây giờ bao lâu ai biết được đâu. Đại kiếp trái đất này bởi cái kiếp này là nó thay đổi tùy theo cái tiến trình của cái ấy, thí dụ như cái tiến trình của kiếp hiện tại mình 5 vị Phật thì cái kiếp nó dài hơn. Tiến trình của một vị Phật cái kiếp nó ngắn lại hoặc là không có vị Phật nào thì nó ngắn hơn nữa. Nam mô Bụt Thầy. Nam mô Bích Tha giá, dạ con kính đảnh lễ quý ngài và kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ con không biết là đạo hữu Ngao Thanh còn có thắc mắc gì không ạ? À? Dạ nếu đạo hữu còn có câu hỏi thì có thể giơ tay hỏi trực tiếp với ngài hay là có thể chat trên màn hình và con sẽ đọc câu hỏi ạ. À. Dạ sau đây con kính mời đạo tràng cùng tham gia đặt câu hỏi. Và bây giờ đồng hồ của con á, thì chỉ còn có nửa tiếng nữa ạ. À. Và con đã thấy đạo hữu Nao Thanh và con cảm ơn. Và kính cảm ơn đạo hữu đã đặt câu hỏi. Và mình chỉ còn có nửa tiếng nữa thôi ạ. À. Và con cảm ơn bàn tay của cô Nhật Quỳnh. Và con kính gửi mic lại cho cô ạ. À. À, sa thủ chúng con thành kính đảnh lễ tri ân ngài và cảm ơn Nguyên Trang rất là nhiều. Dạ nãy giờ đó nhờ Nhật Quỳnh bị cá lên rớt xuống, rồi Nhật Quỳnh có công việc ở ngoài nên lúc đầu tiên Nhật Quỳnh thấy sinh viên chắc lên còn có câu hỏi thì phải. Dạ cảm ơn Thiện Vũ cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Nhật Quỳnh nếu mà Nhật Quỳnh nhớ không đầm là phải như vậy không? Sinh viên có câu hỏi thôi thì đưa bàn tay lên đi. Duyên cho Nhật Quỳnh một tín hiệu đi, Duyên ơi. Có nghe được âm thanh Nhật Quỳnh không? Nhật Quỳnh lúc nãy thấy chát lên đó mà Nhật Quỳnh cứ té lên trước xuống nên không có chú tâm, không có hiểu được là Trích Duyên nói cái gì. Bây giờ ngồi nghiệm nghiệm thì mới nhớ là chắc Trích Duyên có câu hỏi. Ủa không phải ha? Dạ, vậy không phải. Dạ, vậy vậy kính mời đạo tràng. À, nếu mà Trích Duyên có câu hỏi mà Nhật Quỳnh bỏ qua thì cho Nhật Quỳnh xin lỗi nha, nha Duyên nha. Dạ, Nam Mô Bích Tha giá. Dạ, Nhật Quỳnh kính mời đạo tràng, mời bàn tay quý vị cũng như mời những câu chết chát à. Dạ, nếu chưa có bàn tay, chưa có câu chết chát, để con cứu bộ Nguyên Trang cầu. Dạ, ồ có rồi nè. Dạ, Nhật Quỳnh đọc xong mời Nguyên Trang tiếp tục nha. Dạ, cảm ơn hỏi của tu học Phật Pháp. Kính thưa sư, trí tuệ trong thiền tứ niệm xứ là thấy ra thực tánh của danh sắc. Vậy có phải thấy ra thực tánh của danh sắc và sắc pháp, danh pháp và sắc pháp là thấy ở bốn khía cạnh: một, trạng thái Dakkhana; hai, phận sự Kicca; ba, sự thành tựu Vách chú Bách Tha Ná; bốn, nhân gần Ba Ba Đắc Tha Ná của danh sắc. Và con kính nhân bích đến ngài Nam Mô Bích Tha giác. Nam mô Bụt Thầy, dạ kính bạch chư tôn này, dạ kính thưa chư quý vị. Thật sự ra đó mình học cái này để mình thấy cái gì, mình cần cái nhân gần để mình thấy nó là cái thực tính pháp loại gì. Thí dụ như bây giờ tâm sở bi tị nó cũng có bốn cái nhân, mà cái nhân gần của tâm sở bi tị nằm ở trên tám cái tâm b bốn cái tâm tham tòa hỷ. Nó khác với cái tâm tâm cái bì thị nằm dưới bốn tâm đại thiện thọ hỷ là nhớ vậy đó. Thành ra nhận ra thực tính pháp dựa vào bốn cái điều kiện này, nhưng mà cái thực có những cái thực tính pháp nó trùng tên với nhau, thành ra mình phải cần cái nhân gần nên biết cái nào nên giữ, cái nào là không nên giữ. Ví dụ bì thị là một cái loại tâm, mình nói trung bình là nó tốt đó. Nhưng mà nếu nó đi theo tám tâm bốn tâm tham tuệ thì cái đó nên cho nó đi vô thùng rác. Mà nếu nó nằm trong cái bốn tâm đại thiện thọ hỷ thì nên làm cho nó phát triển. Thành ra cái bốn trạng thái này nó rất là phải học cho nó đàng hoàng, chứ còn nếu mà không học thì nhiều khi mình nhìn không ra, mình thấy có bị tị nổi da gà này kia, mình tưởng nó tâm tốt mà chưa chắc. Ngoài trừ một số cái tâm bất thiện thì có thể mình cần bốn cái này đều nhau được để mình nhận dạng những cái nhân của nó được.
nhưng có 13 cái anh chàng mà thích thì đi với ác mà vui thì đi với thiện á, thành ra cái chân gần là cái quan trọng hơn mà bốn mấy cái trạng thái kia, bởi vì mình không biết là mình coi chừng. Ví dụ như quý tổng với tất cả đó, mà với tất cả mà gọi là nằm ở trên thì gọi là tà tầm, mà nó nằm ở dưới mới là chánh tầm, hai cái nó khác nhau trời vực, nó giúp cho mình đi lạc đường nào mình không hay. Đó là thành ra bố học về thực tính pháp nên học à, chà tu lắc hành ở tức bốn trạng thái của một pháp nào đó, học nên giờ nhớ vậy đó để nó giúp cho mình khi mà mình hạ thủ công phu nó không có đi lạc đường mà không có nhớ là trợt té rồi bậy bạ được ha. Nam mô Bích Thầy giá. Nam mô Bích Thầy giá. Dạ con đã thấy đạo hữu tu học Phật pháp, con kính tri ân sư. Và sau đây con xin đọc câu hỏi của Xích Thanh Hoàng. Thưa ngài, con mới học vi diệu pháp nên bản niêu chi pháp con thấy rất khó thuộc. Vậy ngài có phương pháp nào giúp con học cho nhanh thuộc không ạ? Con kính tri ân ngài ạ. Dạ kính cảm ơn Sis đã đặt câu hỏi và dạ, con kính nhân mic lại cho ngài ạ. Dạ con xin xuống mic ạ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, kính bạch chư tôn, dạ kính thưa chư vị, có phương pháp là phải học thuộc lòng, dầu rằng không hiểu cũng không sao. Đây là cái bài học mà chúng tôi đã từng đi qua, để chúng tôi kể lại cho quý vị lấy kinh nghiệm. Chúng tôi tới Thái học vì về pháp bằng tiếng Thái và tiếng Bali, chúng tôi không có hiểu lúc đầu là không có hiểu gì hết, nhưng mà để ra thuộc lòng, nhớ là thuộc lòng là cái của Thái và của Miến Điện, hiểu hay không hiểu để đó, thuộc lòng cái đã, rồi từ từ tìm hiểu ý nghĩa nó sao và nó nằm đâu đâu, những cái chi tiết của nó thì tìm hiểu sao, nhưng mà cái thuộc lòng là cái quan trọng, mà tất cả những cái người mà đi học ở Thái Miến Điện đều có phải học thuộc lòng ở đây, nhiều học lòng không biết, không biết cái đó là cái gì, không biết cái đó là cái gì đó, mà cái học thuộc lòng cái đó, tại vì mình đã mới bắt đầu học mà chỉ biết Bali cũng không biết, tiếng Thái cũng không biết, nhưng mà giờ làm sao học Bali thuộc lòng trước rồi đã, rồi đi kiếm mấy ông gì đó hỏi cái này nghĩa sao anh nói được đầu mình mới học cái ấy sao, thì vẫn đi tới nơi tới chốn như thường à. Chứ còn nếu mà mình ôi cái này khó quá học thuộc lòng chắc không được, đây ráng để đi học Bali như nào hiểu nghĩa là tính sao chết sớm à. Học thuộc lòng trước đi. Đó, cái đó là cái căn bản nên học thuộc lòng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Dạ, sa thú chúng con thành kính đảnh lễ tri ân ngài và cảm ơn câu hỏi của Thanh Hoàng. Rồi Nhục Quỳnh thấy Nguyên Trang trở lại, rồi Nhục Quỳnh đọc xong rồi Nguyên Trang tiếp tục nha. Dạ con xin đọc câu hỏi số 2. Con không có đành cái chữ này, nếu mà Nhục Quỳnh có đọc sai xin xin chỉ cho Nhục Quỳnh. Nhục Quỳnh đọc lại nha, chữ Q2 này Nhục Quỳnh không có biết là cái dấu hiệu gì. Dạ à, thấy Sài Gòn cười tươi quá, mời cầm bích nha Sài Gòn nha. Nhân quả ly tà, một người Bắc Cực Eskimo đập một con muỗi có gọi là tâm sân ly tà, so sánh với một người Phật tử đập một con muỗi cũng gọi là ly tà, vậy trổ quả cho hai người là ngang bằng nhau? Và con kính nhân mít đến ngài. Câu hỏi hai à, cảm ơn hai nha. Và con kính nhân mít đến ngài. Nam mô Bích hai giá. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, kính bạch chư tôn, dạ kính thưa chư vị, ngày thứ năm này lên vô học gì pháp gì kinh đà, không có tâm sân nào là sân ly tà đó. Năng. Tâm sân là chỉ họp phẫn, họp phẫn thì đúng rồi, phẫn nộ đó. Đó mình đập cái đó, đó quả hay là cái quả nó có thể nó khác nhau một số chuyện,
nhưng cái quả nó vẫn là quả xấu chứ không thể là quả tốt được. Xấu nhau là trong cái thời gian mình làm đó, cái tâm của mình nó dùng bao nhiêu cái lộ tình tâm. Không có người nhanh lắm, bóp cái là xong, có người cái là giơ tay lên là phải nghĩ nghĩ nó tội nghiệp nó, tha cho nó hay là bóp nó đó. Cái đó khác nhau. Thì cái đó đó là mấy, bởi vì thường thường cái tâm mà nó có hai loại là nghĩa là vô trợ và hỗ trợ đó. Nếu mà vô trợ thì cái năng lực nó mạnh hơn hỗ trợ, thành ra cái người đó mà cùng đập mà giơ tay lên mà suy nghĩ vài ba giây rồi mới đập, nó khác cái người giơ tay lên làm liền. Nó khác là khác như vậy thôi, chứ còn không có trong này cái đó thì không có ly tà nha. Tham sân thì chỉ hộp phẫn nộ mà thôi chứ không có ly tà. Rồi cô sư đoạn lên đi, thấy cô mặc áo lụa Hà Đông mà sư ớn rồi. Nam mô Bích Thầy ạ. Nam mô Bích Thầy giá, và con kính đảnh lễ quý ngài, và con kính chào đạo tràng, và con xin sám hối con bị rớt mạng ạ. Và sau đây con kính mời đạo tràng ạ, con không biết là con có bị miss có câu hỏi nào không ạ? Và con kính mời đạo tràng có thể giơ tay hỏi trực tiếp với ngài hay là có thể chat trên màn hình ạ. Và cảm ơn Sức Hà, cảm ơn Sức Hồng Ngọc Viễn Đông. Dạ lâu quá không mới vào room mà Sức không chịu cầm mic đặt câu hỏi gì hết. Dạ con kính mời. Con thấy là thời gian mình cũng không còn nhiều, chỉ còn khoảng có 20 phút này nữa thôi ạ. Dạ con thấy bàn tay của cô, con kính mời mic lại cho cô Nhật Quỳnh ạ. Cảm ơn Nguyên Trang rất là nhiều luôn nha, để cho Rom không có bị mất thời gian. Sức bên Sài Gòn giống như ngài nói nè, mặc lụa Hà Đông mà không có chịu đưa tay là nó còn sớm, mà nếu mà đợi cho bên Hồng Ngọc Viễn Đông mà sáng là coi như là Rom đóng cửa rồi, tại vì bây giờ còn sinh hoạt có 6:30 hà ngày. Sài Gòn ơi, Sài Gòn ơi. Dạ, Nam Mô Bích Thầy dạ. Còn rồi xa thú câu hỏi của tôi học Phật Pháp. Kính sư giải thích sự khác nhau giữa chữ Sapha quá thầm má và chữ Paramattha thầm má. Rồi, chờ hẹn tháng 10 ha. Không biết Nhật Quỳnh còn sống tới đó không. Dạ, con kính dâng mít đến ngày Nam Mô Bích Thầy dạ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, kính bạch chư Tổ Hoàng giả, kính thưa chư quý vị. Hai cái chữ này thì cái nghĩa nó giống nhau, là chỉ cho thuộc tinh pháp thôi. Nhưng mà cái chữ Paramattha này chỉ cho thuộc tinh pháp mà nó vi tế hơn. Còn pha hóa là pha sao pha hóa là chỉ chung. Nhưng mà nhiều khi chúng tôi xưa cũng lảng quảng không biết nó vi làm sao đó, thì khi mà học tới Bạch Thả Ná mới biết. Bạch Thả Ná thì có những cái danh từ mà nó cho rất nhiều cái nhân duyên, còn có những cái từ nó ít nhân duyên lắm, mà những cái thành ra thường thường những cái loại đó người ta mới có tên khác nhau, nhưng mà cho tới giờ chúng tôi không hiểu tại sao gọi khác nhau, nhưng mà nó đều là thực tính pháp của danh sắc hết rồi, chứ không có gì đây. Để là để khi nào chúng tôi có gì gặp em thì mới điện giỏi bà lì cho chúng tôi hỏi rồi cho biết sao nha. Nằm một cái thầy vậy. Nam Mô Bích Thầy giá, và con đã thấy đạo hữu tu học, con kính tri ân sư, và con xin đọc câu hỏi của, cái câu này đọc rồi hả cô? À, câu này mới hả cô? Dạ con xin đọc. Kẹo con bị lót. À, dạ Nguyên Trang kính mời Xích Hà.
Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Tham Ma, Nam mô Sang Kha. Dạ, con kính đảnh lễ Chư Tôn Đức Tăng Ni, con kính đảnh lễ Ngài Minh Tâm. Dạ, thưa Ngài, hồi nãy Ngài có giảng cho cho tụi con biết là nên nhớ và nghiệm lại các pháp thiện mà mình đã làm á, thì tự nhiên con suy nghĩ ra là con có nhớ là con có đọc kinh á, có những cái vị khi trước khi cận tử nghiệp á, có nhiều làm nhiều việc bất thiện, nhưng mà khi cái gần cận tử nghiệp lại nhớ lên những cái chuyện mà thiện làm, thành ra hóa sanh lên thành ở cái cõi an vui hơn. Thì phải cái đó là chủ cái nguyên nhân chủ yếu là mình nên nhớ lại cái pháp thiện, vừa hoan hỷ mà vừa có thể nhắc nhở mình thường xuyên khi mà mình cận tử nghiệp, thưa Ngài, thì nó mình có thể có khả năng tái sanh lên cõi an vui. Thì con suy nghĩ vậy mà con không biết là có đúng không, để con trao mic lại cho Ngài nhé. Ngài xin Ngài giảng dạy rộng cho hơn ạ. Nam mô Bụt Thầy, giả kính bạch Chư Tôn, Ngài giả kính thưa chư quý vị. Nếu mà cái lộ cận tử mình mà cái nghiệp ác mà nó nhẹ thì có rất nhiều hy vọng là cái nghiệp mình thường làm, thường gọi thường nghiệp, nghĩa là thường cận nghi duyên đó, nó có khả năng là nó chung vô để nó cho quả. Nè. Còn trừ trường hợp là mình làm cái việc cái ác đó ít mà mình làm mà nhiều khi một lần hai lần đó, vẫn chết như thường. Thì dù là ngỗ nghịch đại tội đi, nó mình mà giật cái đó một cái rồi là thì bây giờ hàng ngày mình có làm gì giống như đại bà đắc đa mình ắt thiền nữa thì cũng chết. Đó. Thành ra trong trường hợp mà mình chịu khó niệm thí niệm này niệm nọ đó cho nó nhân nhã trong cái lộ trình tâm mình rồi đó, thì mình có lỡ làm một cái vài cái việc ác đó, thì nó cái những cái thường cận nhân duyên, tức là cái nghiệp thiện mà mình hay làm đó, nó vẫn có khả năng là nó giúp thôi cho thôi, nhưng mà nếu mà nói nó giúp để nó tẩy trừ thì không có khả năng. Kiếp sau mà mình sanh lại cái nơi mà nó có khả năng để làm những cái điều mình làm trong ngày trong cái kiếp này rồi đó, thì những cái nghiệp kia nó dẫn theo được kịp, nó cho quả thôi. Quý vị nên nhớ là tất cả những nghiệp thiện nghiệp ác gì là mình lỡ làm rồi đó, thì nó có ba cách cho quả, là trong cái động tốc thứ nhất á, sau na thứ nhất á, cho quả trong hiện kiếp. Cái động tốc thứ bảy là cho quả kế kiếp sau này thôi. Ngoài ra từ cái động tốc thứ hai cho tới cái động tốc thứ sáu đó, nó cho quả tới ngày mình bà đi niết bàn, tức là đắc quả tứ thánh mà niết bàn thôi, chứ không ấy đâu nha. Nó không có vô hiệu nghiệp giống như mình nghĩ. Mình đừng tưởng là mình kiếp này nó không theo không kịp rồi thôi, không có. Thì nó cẩn thận đừng bao giờ làm việc ác đó, bởi vì khi mình làm rồi là nó theo mình cho tới khi nào mình ba thở chứ đó thôi, chứ không ấy. Đó. Thành ra có nhiều chị mà ngoài nói chứ nghe là tu hành đắc đạo quả này kia vẫn bị nghe cái nó vô nó kiếm chuyện nghe thôi. Có nhiều chị quý vị thấy hành ta thấy đắc đạo quả rồi, mà đắc đạo quả bằng cách là cọp nó cắn, cọp vô cắn cổ theo kịp rồi ấy. Nhưng mà cái thiện nghiệp vẫn có, là cắn cổ có thể khả năng quán cái thọ đó mà đắc đạo quả như thường. Thành ra nhiều cái là mình phải hiểu là không có nên. Giật được chứ. Những cái nghiệp nào mà, nghĩa là mình chỉ hai cách mình làm thường xuyên giống như chúng tôi nói. Một là trốn, hai là giật. Khi nào mình làm những cái thiện pháp mà hiệp thế đó, tức là hiệu pháp ở cõi dục, cõi sắc giới, cõi vô sắc, cái đó là mình trốn nợ. Nhưng mà khi mình làm cái thiện pháp mà nó cái lộ đạo đó nó phát sanh được á, ví dụ sơ đạo phát sanh, là những nghiệp nào mà đưa đi bốn đường ác đạo là nó dứt hết, trốn được nữa. Chứ còn không mình lên tới cõi phi tưởng sau này vẫn rớt xuống cái bịch à, nó theo kịp là nó vẫn mà đi xuống bốn đường ác đạo mới được. Đó là mình chỉ trốn thôi, nghĩa là tạo thiện nghiệp hiệp thế, chỉ trốn được nghiệp chứ không có dứt được nghiệp. Khi nào thiện nghiệp siêu thế phát sanh thì lúc đó mới dứt được nghiệp. Dứt. Không ai mà làm gì được mình hết đó. Nhưng mà nó thật sự không ấy thì không ấy mà có thể dứt được dễ đâu. Ví dụ trong thời gian mà
nó phải nói cho Đức Phật ngài ở cõi người là ngài thuyết pháp đó, có gì thấy không? Thuyết bài bài pháp mà đầu tiên là bài Tham Mát Chánh Cấp Bồ Tát Na Xuất Thả đó, chỉ có một ông thầy là ngài trưởng lão Anh Nhã Côn Đảnh Nhá đó là dịch được một mớ thôi, tức là tắc sơ quả đó nha. Còn mấy kia phải đợi mấy bài pháp nữa, thành ra không phải dễ đâu. Nếu mà dễ thì mình cũng ráng dịch cho nhanh đó, thành ra tạo thiện nghiệp nhập thế là trốn nợ, tạo được thiện nghiệp siêu thế tức là dịch nợ. Nam mô Bụt Thầy ạ. Nam mô Bụt Thầy giá. Dạ con đã thấy Xích Hà kính trân ngài. Dạ con thấy câu hỏi của Xích Hà. Vô hiệu nghiệp, nghiệp hết hạn không trổ thưa ngài. Dạ con kính dâng mít lại cho ngài ạ. Dạ con xin xuống mít ạ. Nam mô Bụt Thầy giá, kính bạch chư tổ về giả, kính thưa chư quý vị. Thì nó quá hạn thì nó thành vô hiệu nghiệp. Ví dụ quá hạn là động tốc thứ nhất đó, ví dụ tâm tử cái này phát sanh thì những cái việc làm mà trong cái động tốc thứ nhất của mình đó, là không có trả khả năng đi theo đó. Hoặc là vô hiệu nghiệp đối với những cái vị mà cái đắc quả lên là đắc sơ đạo là vô nghiệp mới, đắc nhị nhị đạo vô hiệu nghiệp mới nữa, tam đạo vô nghiệp mới nữa, mà giờ nghĩa là đắc tứ thánh quả tức là thành a la hán thì vô hiệu nghiệp hầu như là 99%, còn một số nó vẫn theo kịp, nó giờ như thường chứ không phải không vẫn theo kịp đó. Nhưng mà khi mà ngài bà đi nếp hà ná là nó dịch hết, là nó không có khả năng nữa. Nam mô Bụt Thầy giá. Nam mô Bụt Thầy giá. Dạ con kính tịnh lễ quý ngài và kính chào đạo trang. Dạ con đã thấy Xích Hà đã sa thú ạ. Cảm ơn Xích Hà đã đặt câu hỏi. Và sau đây con xin đọc câu hỏi của đạo hữu tu học Phật pháp. Kính thưa sư, trong đoạn kinh chính trong cái thân thể dài một tầm có tưởng có ý này, ta tuyên bố thế giới, nguyên nhân của thế giới. Sự đoạn diệt thế giới là con đường đưa đến sự đoạn diệt của thế giới. Có phải thế giới ở đây ám chỉ khổ đế? Nguyên nhân của thế giới, tập đế, sự đoạn diệt thế giới ám chỉ diệt đế. Con đường đưa đến sự đoạn diệt của thế giới là ám chỉ đạo đế. Như vậy, trong thân của mỗi chúng ta đều sẵn có sự thật chân lý tứ đế, phải vậy không? Kính thưa sư. Dạ kính cảm ơn đạo hữu đã đặt câu hỏi. Dạ con kính dâng mít lại cho ngài ạ. Dạ con xin xuống mít ạ. Nam mô Bụt Thầy giá, kính bạch chư tổ huyền giả, kính thưa chư quý vị. Chữ lô cả mình dịch là thế giới, nó có bốn nghĩa khác nhau rồi. Nhưng mà chữ lô cả trong trong cái đoạn mà cái vị hỏi này nè, nó chỉ cho ngũ quẩn mà thôi à, thế giới đó chỉ cho ngũ quẩn mà thôi chứ không có nghĩa gì khác. Thành ra mà trong cái ngũ quẩn này đó thì thường thường mình phải chia để biết cái nào là khổ, cái nào là không. Thì dĩ nhiên ngũ quẩn nên nó là khổ rồi, nhưng mà phải trừ, bởi vì tập đế tức là cái sở pha quá gọi là tham đó, tức là tại vì mình tham này, mình cứ tạo này tạo nọ thì theo mình giải thích ha đó. Rồi cái diệt đế thì nó có cái giới hạn của nó là đại diệt, nó trắng ra đó là diệt tất cả phiền não chứ không phải là diệt cái gì đó, diệt tất cả loại phiền não. Nhưng mà tùy theo cái khả năng của mình, khả năng người đó đắc như thế nào, nếu mà đắc tứ thánh quả thì diệt hết đó. Thành ra tùy mỗi cái là nó có cái đó ha. Chứ còn khi mà diệt hết rồi đó thì mình cái mà gọi là diệt đế tức là niết bàn đó, thì nó không có nằm ở trong cái ngũ quẩn này được, tại vì niết bàn là cái pháp ở bên ngoài, nhưng mà bên trong có sự thế bên ngoài bên ngoài, mà nó chỉ cho cái sự tận diệt phiền não mà thôi, chứ nó không có một cái gì à? Cái mà
nó thuộc về cái pháp trụ tượng nhiều hơn là cái pháp mà mình có thể thấy, giống như thập đế, cổ đế hay là thập đế, cổ đế hay là đạo đế. Và diệt đế là đây chỉ cho niết bàn, mà niết bàn mình đâu phải nói là mình nói ở đâu mình cũng không có biết thì nói ở đâu cũng biết, nhưng mà chữ 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 lâu cà này nó bao nghĩa giống như chúng tôi nói đó. Bởi vì lâu cà là có hai cách là dịch, nếu mà mình dịch dịch mà dịch theo quả đó thì hình thành từ sự hoại diệt, tức là nó hoại diệt rồi nó thành thành cái mới đó. Đó. Còn nếu mình dịch theo cái nhân thì chỉ lô cả có dịch là sự tận diệt những cái gì từ cái hình thành đó. Thì nó có bốn loại. Thứ nhất là khánh thá lô cả, thứ hai là ô ca xả lô cả, ô ca xả lô cả tức là chỉ cho khoảng không trên đó. Cái thứ ba là cái nơi mà ở của chúng sanh này gọi là gì, Bali quên nè, và cái thứ tư gọi là tất cả chúng sanh sạch ta quá lâu cả. Nó có bốn chuyện. Thì trong cái câu mà Quỳnh hỏi này đó, thì chữ lâu cả đây chỉ cho ngũ quân. Nam mô Bích Thầy dạ. Nam mô Bích Thầy dạ. Dạ con kính đảnh lễ quý ngài, và dạ, con kính chào đạo trang, và dạ, con đã thấy đạo hữu tu học, và kính tri ân sư, và dạ, kính cảm ơn huynh đã đặt câu hỏi. Dạ sau đây con kính mời bàn tay của Huynh thính pháp ạ. À. Dạ con xin xuống mic ạ. À. Dạ kính mời huynh. Thành Nam mô Bố Thầy dạ, Nam mô Tam Bảo dạ, Nam mô Sang dạ. Con kính lễ chư tôn đức tăng quý bà cô tu nữ, con kính đạo tràng. Chào thưa sư, để tiếp câu hỏi của chị Xích Hà hồi nãy hỏi đến sư về lộ cận tử đó sư. Thì thông thường lộ cận tử kéo dài được khoảng bao lâu thưa sư? Và nếu như một người như chúng con mà tu học mà ba chấp ba nhén đó sư, thì làm sao có thể trực diện có thể hiểu được đó là lộ cận tử thưa sư? Nó có cái dấu hiệu để báo cho người sắp sửa bệnh chung là đây là lộ cận tử sư. Dạ cho sư giảng dùm rõ dùm cái vấn đề này cho tụi con một phần dạ. Nam mô Bồ Tát dạ, kính bạch chư tổ hiền dạ, kính thưa chư quý vị. Tu với kiểu mình thì ta đi theo nghiệp của ta, dầu cho tốt xấu tạo ra tự mình, theo ta như bóng theo hình, ta thọ hỏa báo phân minh kết thành vậy có ai đâu. Nên nhớ đó, thường mình nói mình có thể thay đổi lộ cận tử là cái lộ chưa phải chính thức là lộ cận tử. Lộ cận tử nó chỉ phát khoảng 15 tới 30 giây là nhiều chứ không có hơn. Bởi vì nên nhớ vậy, 15 tới 30 giây là nhiều chứ không có hơn. Thành ra khi cái lộ cận tử này là nó phát sanh là nó có ba cái dấu hiệu đó. Kamma Ramana, rồi Khati Ramana, rồi không phải, cái thứ hai nữa là gì đó. Cái thứ ba là Khati Ramana, tức là ba cái đó thôi. Cái phát sanh thứ nhất là Kamma Ramana là như thế nào? Thí dụ như mình sát sanh. Thì thứ nhất là mình thấy cái chúng sanh bị mình giết. Hoặc là mình thấy cái vũ khí mình đem mình giết cái chúng sanh đó. Không? Rồi cái thứ hai, cái hình thức của cái chuyện đó đó, tức là mình cảm thấy người nó nóng ấy rồi này kia ông chùm nữa. Nhưng mà cái thứ ba là quan trọng là mình thấy lửa, tức là mình rớt xuống liền. Mình thấy cái vùng tối, núi non tối hủ tái rồi là chắc chắn là ngạ quỷ rồi. À, mình thấy cái bụng của người nữ là mình biết trước sau mình cũng được làm người. Đó, cái đó là automatic hết á, chứ không có ấy được. Còn cái lỗ mà nó phát sanh trước đó một vài ngày hoặc là khoảng chừng từ nửa tiếng cho tới giây cuối cùng đó, khoảng đó tức là mình cũng gọi là lỗ cận tử. Thì cái chỗ đó đó là cần cái người mà ở gần hiểu được cái người đó mới được. Hiểu được người đó từng làm việc tốt, việc thiện như thế nào để nhắc nhở để họ nghe. Thì họ có thể thay đổi cái phần đó, cái niêm mít trong cái lỗ cận tử được. Chứ còn nếu không mà cứ mời mấy ông sư bên hệ Bắc Triền tới tụng cái gì cũng không ai biết. Tụng kinh chú Lăng Nghiêm hay là Thiếm Lăng Nghiêm gì cũng không biết cái gì, bởi vì ai có ai biết. Mà mời mấy ông nguyên sư thị tới cũng vậy, thì tụng Bali thì cũng không ai biết, ông sư cũng tụng còn không biết. Làm sao người đang ngáp ngáp thì biết được cái gì, thấy không? Không biết. Người ta vô ích. Thành nó phải biết cái người ở gần đó. Người mà gần thân cận nhất biết những cái điều hay, điều tốt của người đó hoặc điều xấu thì
họ biết để làm gì, họ không nhắc tới cái điều xấu mà họ chỉ nói cái điều hay điều tốt để cho người đó hoan hỷ với cái đó, thì họ có thể họ thay đổi cái lỗ cần tuổi cuối cùng được. Còn mình không biết, mình cứ nói thằng bạn bà niệm 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 Phật đi, niệm Phật đi, niệm Phật đi. Lúc đầu thì đi theo mấy bên kia thì niệm Nam Mô A Di Đà Phật, tới chừng vô rừng Phật giáo Nam truyền của ngài Trí Đức kia niệm Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đến lúc đó mà kêu niệm Phật thì người đó chỉ có niệm rồi Nam Mô A Di Đà Thích Ca, với là có nhớ gì đâu niệm. Tối ngày cái Nam Mô A Di Đà Thích Ca kêu đó là chết. Nghe là Diêm Vương nghe cũng mắc cười chứ đừng nói gì. mắc cười thì Diêm Vương mà mắc cười rồi thì ông nói vô chảo đi. Chứ không có đường nào anh gọi đó. Nên là cái giờ cái lậu cần tử là rất là quan trọng. Cái người gần phải là người biết chuyện mới được. Chứ còn người không biết chuyện mà tối ngày cái niệm Phật kêu đó là chết. Chứ không có đường nào sống đó. Là nhắc nhở để cho quý vị hiểu rồi đó. Nhưng mà khi mà đi rồi thì quý vị lật bài kinh Thi Ca La Việt đã biết. Bài kinh đó Đức Phật dạy là làm phước để hồi phước báo này kim trùng để cho quý vị thấy. Chứ quý vị đừng có nghĩ là lúc đó là mời mấy ông sư tới rồi tổng kinh này kim trùm chết xong rồi làm mấy 49 ngày, nó đi mất tiêu rồi ở đó 49 ngày ấy ai đấy không? Là đừng có làm những cái chuyện vô ích rồi đó. Nhưng mà quý vị nên nhớ chuyện này là chuyện quan trọng nào. Quý vị muốn làm phước hồi hướng tới cái người mà đã quá vãng nè, phải làm phước cho cái người tối thiểu có 8 giới. Tối thiểu là 8 giới là. Cái này có đề cập tới trong chuyện tiền thân Đức Phật thì tôi không nhớ cái bài kinh số mấy, nhưng mà chúng tôi nói rồi quý vị biết, nếu lỡ gặp cái bài kinh đó, bài đó rồi đó, là Bồ Tát lúc đó có lần đi lên thiền, đi trên thiền cái thiền nó bị chìm chìm thì tấp vô cái đảo, vô cái đảo thì thấy có cái lâu đài rất là đẹp mà không có người, không có người. Thành ra Bồ Tát lên tiếng hỏi, hỏi thì có người lên trả lời, trả lời thì Bồ Tát hỏi tại sao vậy, nói là tôi hôm trước thì ăn cắp ăn trộm, nhưng mà nhiều khi lấy được đồ rồi cũng đem bố thí đem cho người ta, thành ra giờ tôi được lâu đài được này nọ nhưng mà tôi không có quần áo mặc. Thì Bồ Tát mới hỏi ai ở đây có quần áo có gì cho đó, thì không ai có, có một bộ, nhưng mà hỏi làm sao, nói hỏi bây giờ vị nào có vị nào thọ bát quan không, dâng cho vị đó thì trong ấy, thì Bồ Tát nó tới trước khi nó xuống tàu tới hộ quan thì mấy người đó dâng đó, thì Bồ Tát hồi hướng thì hiện ra một cô chắc cũng ngang ngang với Hòn Ngọc Kiến Đông, nó cho thấy là nó là phước được lâu đài mà không dám ở chứ ngoài không, nhưng mà nên nhớ phải tao là phước người tam giới mới có khả năng mà ấy. Nam mô Bụt Thầy Giả kính bạch chư tôn hiền giả, kính thưa cho quý vị tất cả phước báo nào phát sinh do sự pháp thoại trong ngày hôm nay xin hãy là mỗi duyên lành để tất cả chư tôn hiền giả cùng cần sinh năng mừng sinh ở trong đạo tràng này có cơ hội để chấm dứt các ác pháp ngủ ngầm nơi tâm. Nam mô Bụt Thầy Giả, Nam mô Thầm Mà Giả, Nam mô Sẵn Khà Giả, Nam mô Rát Tà Nà Tà Đi Chà. Sa thú đành thai, con xin thay mặt đại chúng trong rum thành kính lĩnh đại tri ân ngài Liễu Tâm đã từ đi hoan hỷ giảng dạy những câu hỏi trong đạo tràng, để chúng con được tiến gần đến giáo giáo pháp của Đức Thế Tôn, để chúng con được sự lợi ích ngay hiện tại và được sự an vui lâu dài. Một lần nữa chúng con thành kính lãnh lễ tri ân ngài, và do quả phước mà chúng con đã trong sạch tạo được trong buổi học ngày hôm nay, chúng con thành kính dâng đến quý ngài, nhất là ngài Liễu Tâm, mong rằng phước này trợ duyên quý ngài an vui trong đời sống phạm hạnh, thân tâm luôn an lạc, thành tựu đạo quả y như ý nguyện. Nam mô Bụt Thầy Giá. Và con xin thay mặt đạo tràng cung thỉnh ngài Trí Đức từ bi quan hỷ trở lại đạo tràng để sau khi chúng con sám hối cung thỉnh ngài chúc phúc cho đạo tràng. Nam mô Bụt Thầy Giá. Kính mời quý vị cùng với Nhật Quỳnh sám hối sau khi thính pháp ạ. Bụt tam ăn ghê na quan đề hằng ba đà phạn sum và ruột tam ăn Bụt thể vô khả đi tổ đô sao Bụt thô tu tăng mà măng gọn đem hết lòng thành kính cuối làm lễ vi trần dưới chân Đức Phật
là đặng chi tôn chỉ thánh các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến Phật bảo cuối sinh Phật bảo sắp tội lỗi ấy cho con. Ủa tâm ăn ghê nào quanh đê hăng thẩm manh cha đức quý thân hòa răng thẩm mê vô khá đi tô đổ sô thẩm mô khả mạch tu tăng mà măng. Con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai hạng pháp bảo là pháp học và pháp hành các tội lỗi mà con đã vô